Đọc mic đi ạ. Anh bật mic đi anh Vinh. Anh chưa bật mic. Dạ biết không cô ạ, biết không cô ở nhà. Hỏi gì đây? Do là em có câu hỏi mà thôi để hôm khác. Vậy hôm khác gặp lại ha. Dạ. Dạ chờ Biết lại cô Nga hỏi tiếp. ơn. Dạ Dạ. Dạ rất là biết ơn các anh chị đã dành thời gian giao lưu cùng với Bích Nga trong buổi tối ngày hôm ui nay. mạng sao giờ. Bây giờ còn có 1 phút thôi cả nhà, nên là chúng ta chuẩn bị sẵn thức ăn nước uống cả nhà ha, để chút xíu nữa mình có một cái tâm thái thoải mái nhất có thể để mà chuẩn bị lắng nghe những tri thức tuyệt quý mà thầy tôi chuyển giao trong buổi tối ngày hôm nay á. Dạ bây giờ Bích Nga Dạ. thấy thầy lên rồi cả nhà. Em xin mời thầy ạ. Dạ mời cả nhà mình cùng bật mic lên chào thầy cho cả nhà. Biết ơn cả Biết ơn nhà. cô Hà. Xin chào thầy ạ. Biết Xin ơn chào thầy. cô ạ. Thầy Tôi ạ. chào thầy. Biết ơn cô ạ. Tôi Em chào thầy. Dạ. Dạ. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào thầy. Chào thầy. Em chào cả nhà. Chào cả lớp. Cảm ơn cô Bích Nga. Con chào thầy. Em chào thầy. Em chào thầy. Em chào thầy. Hello cả nhà. Hello thầy. You get ngắn đi rồi. Hay là nhìn đọc lại ngắn đi à. U. Hôm nay thầy đập trai quá. Thì tóc dài ra hớt ngắn lại, cái dài ra hớt ngắn lại gì đó. Hello anh Phong. Yeah, hello thầy, chào thầy, rất cảm ơn thầy. Mát quá thầy. Anh ông nhớ ông Phong. Dạ. Hôm nay về vui vẻ hả? Học về tốt hả? Dạ vâng, cảm ơn thầy, rất là tốt ạ. Và cũng rất chờ đón để chuẩn bị đi học lớp Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh hình như có link đăng ký hay gì đó. Dạ, dạ vâng, em đang cho một số anh em công ty nữa đăng ký đi cùng cái này ạ. Dạ. Dạ vâng, thầy, biết ơn thầy. Hẹn gặp anh tháng 6. Dạ vâng, biết ơn thầy ạ. Vâng, cảm ơn thầy. Dạ. Em xin phép tắt mic cả nhà nha. Dạ. Chào các anh chị giơ tay chia sẻ giao lưu này. Hai bữa ngày hôm qua cô Nga lên chia sẻ rồi bài học tâm đắc kiểu như sao, để vài bữa còn để cho cô Nga lên chia sẻ tiếp chứ, chứ nếu ít nghe chia sẻ là sau này không tạo điều kiện cho cô Nga chia sẻ nữa. Hoài thương nói chuyện hả? Hello Hoài Thương. Hello. Hello teacher. Em muốn chia sẻ mơ hôm qua. Nói đi em. Hôm qua con đã chia sẻ kinh nghiệm rồi. Kinh người những cực mê con người là những cực mê con người khi ăn có mơ người anh không có kinh nghiệm, anh không có kinh còn người không có mình khi cao công nghiệp mọi người một
Có những bài học vậy đó hả? Dạ. Dạ. Đồng ngôn với nhau á, đồng ngôn với nhau cùng chung nó có một cái khái niệm được gọi là đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành. Nhớ không, cô Nga có chia sẻ ba cái thuật ngữ đó không? Đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành đó. Đồng ngôn là đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành. Đồng ngôn, đồng ngôn, đồng ngôn á, nếu nói ra thì chính là đồng quan niệm. Đồng ngôn, đồng thuận. Đồng thuận. Đồng thuận. Đồng hành. Đồng hành. Nếu mình muốn làm bất kỳ điều gì á, mọi ước mơ của một con người á đều có thể thực hiện nếu đủ người. Đủ người đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành. Chỉ cần đủ người đồng thuận thôi là ước mơ con người đã thực hiện rồi. Nhưng mà nếu đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành luôn á, thì mỗi ước mơ của con người đều có thể thực hiện. Đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành. Đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành ha. Nhớ cái đó. Em nhớ. Đồng ngôn, đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành. Rồi thôi. Dạ. Em đi ăn cây. Nhớ có ăn ngang. Nhớ có ăn kia kia. Em đi ăn cây. Em đi ăn cả nhà, ăn kia cả bây giờ. Đâu giờ cái tay lên toàn coi ơi. Cái tay linh hoạt không? Rảnh rảnh á, lấy cái tay á, lè lưỡi ra. Để vô sâu vô cái lưỡi á, lắc qua lắc lại, bẻ qua đẻo lại cho gốc lưỡi nó mềm. Rảnh rảnh lấy tay để ngay cổ đi nè, bóp đây nè, cho nó mềm cái gốc lưỡi thì nói chuyện nó sẽ linh hoạt hơn. Yeah.
rồi rảnh rảnh á khum xuống như là le cái lưỡi liếm ngực á, khum xuống nha, le cái lưỡi liếm được cái ngực á, liếm để cho nó đụng xuống cái ức của mình á, le xuống cố gắng đụng gì đó để vài bữa nói chuyện tốt. Nè ha, một là lấy một cái gì đó cầm vô cái góc lưỡi đó, lắc qua lắc lại để dưới đây nè cho nó mềm cái góc lưỡi đi, nếu cái tay linh hoạt được, sau đó le ra thở khí đó, thở hết cái gà lỗ mũi, thở gà lỗ mũi đưa xuống nha, le lưỡi ra thở bằng lỗ mũi, cái từ từ nó thông cái khí quản, cái thanh quản tốt. Nha, làm cho mềm gốc lưỡi nha, rảnh không làm gì làm nè, tác động vô gốc lưỡi, ừ. Từ từ mềm cái gốc lưỡi, nói chuyện nó chuẩn hơn ha. Chắc chắn chỗ này nó rất cứng, chỗ này nè nó rất là cứng, mình bóp nó, bóp cho nó mềm khu vực cổ rồi, ừ. Là nó mềm được cái xong cái gốc lưỡi mềm là nói chuyện chuẩn lắm ha. Thử trong vòng tháng này. Ôi con ăn không ngồi được, mấy ăn ngồi được. Rồi bye bye cả nhà ha. Ba ăn cơm rồi, ăn cơm đi quần. Tự tắt mic rồi hạ tay xuống nha. Xin mời Ngọc Minh. Em chào thầy ạ. Em chào các cô chú, các bác và các anh chị ạ. Em rất biết ơn thầy đã gọi em. Rất biết ơn thầy đã chỉ dạy cho em rất nhiều điều. Rất biết ơn các cô bác, các anh chị đã cho em cơ hội để được nói xong ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay là đã đến ngay buổi số 15 rồi, em cũng rất muốn chia sẻ trong mấy cái buổi đầu nữa, nhưng mà bởi vì là cũng nhiều việc của cái giờ đó đã không tập trung ngồi để nói được, cho nên là hôm nay thì em xin phép cũng có một chút chia sẻ ạ. Buổi 15 rồi đó hả? Dạ, đến buổi 15 rồi ạ. Em xin phép được giới thiệu qua một chút về bản thân mình ạ. Dạ, em là Nguyễn Ngọc Minh, em 43 tuổi. Nhưng mà thực tế là tuổi quý của em là 30. Thực ra em rất thích số 30 là bởi vì là em nghĩ là cái tuổi 30 thì sẽ là vẫn còn lưu giữ được thanh xuân và có đủ trải nghiệm. Chứ em thích tuổi 30 hơn là tuổi 20. Tuổi 20 về thể chất thôi, còn dạ, tuổi trải nghiệm cuộc đời có thể tuổi 100 cũng được nữa. Dạ, dạ. Em thì hiện là có một chồng hai con, em đang sinh sống tại Hà Nội. Em đang làm công tác là về tổng hợp kế hoạch đấu thầu tại một ban chuyên môn của Ủy ban dân thành phố Hà Nội. À, có em bé ạ. Em biết đến thấu hiểu nhân tâm kiến tạo an vui là thông qua nhân mạch của em là bạn Huỳnh Hải Hiền, là đang học mentor 4. Thực ra là em nghĩ là rất là có duyên với Quýt, bởi vì là khi mà em cũng đang nói chuyện với Hiền về một số vấn đề liên quan đến cái vấn đề về nhân sinh đấy, thì Hiền có gửi cho em mấy cái bài nghe file nghe của cái K21, thì vừa gửi em nghe được mấy bài thì em bảo Hiền hay quá, Hiền bảo ôi thầy cũng mới mở lớp K322 đó thì chị vào luôn đi, thì em cũng vào học được luôn. Và thực ra là em cũng ghi chép rất là đầy đủ. Em cũng giới thiệu sơ qua là trước đó ấy, thì em chỉ nghĩ đến là mình học về thế giới quan thôi, tất cả những khái niệm định nghĩa về những cái chuyện học hành, những cái về cái khoa học, thì em cũng không nghĩ là có những cái về nhân sinh quan lại được dạy như thế này. Thì thực sự là em cảm thấy mỗi một bài học gần như là nghe nuốt từng lời. Có những cái bài như bài số 6, số 7 là em phải nghe đi nghe lại vì em thấy rất là hay. Thực sự là đối với về cái nhân sinh, về thế giới quan ấy, thì em cảm giác là cái đó thì đối với em thì em cảm giác nó là cũng khá là dễ dàng, là bởi vì là em có thể tiếp thu nó ở cái mức mình không thấy khó khăn.
Ví dụ như là cái hồi xưa thì khi mà em đi học thì bằng một em học học kinh tế, đại học kinh tế quốc dân, học được một năm sau em thấy nó cũng nhàn quá, rồi để em xem ở trường ngoại ngữ người ta học gì thì em lại thi tiếp. Năm thứ nhất thì em lại thi tiếp trường ngoại ngữ, thì em lại xem trường ngoại ngữ người ta học cái gì thì em lại học, em lại thi vào trường đó, thì em học cùng lúc hai trường. Em ra trường em thấy nhàn quá, đi làm sáng đi làm chiều về chẳng biết làm gì, thì em lại đăng ký học trường xây dựng. Thì em cũng thấy rất là bình thường, cái kiến thức có thể tiếp thu được, và em không nghĩ là mình sẽ, và thực ra ấy, con người em thì em rất hay nghĩ về những cái liên quan đến nhân sinh quan, và em không biết đó là có cái để học, và đến bây giờ em mới biết. Và lúc đó thì em hay nghĩ về nó, và bây giờ thấy là ồ mình được học nữa, thì đấy rất là hay và rất là tuyệt vời. Thì cái bài học tâm đắc ngộ ra của em khi học ấy, thì là ngay từ đầu bài, ngay ngay từ bài đầu tiên nói về cái bốn vấn nạn của con người, thì em thấy thực sự là đúng là thực sự là trước đây khi mà rơi vào các vấn nạn bản thân mình hay là bạn bè hay là những người thân quen, thì em cứ đi theo con lối mòn trong suy nghĩ của mình là mình tìm cách để giải quyết nó. Nhưng thực sự khi mà nghe thầy thì em thấy ồ thật là tuyệt đi, bởi vì là mình có một cái hướng đi riêng, và mình sẽ thắp 7 ngọn đèn để cho cái vấn nạn nó tự qua đi, chứ mình không giải quyết trực tiếp vấn đề. Đó là cái điều em rất là tâm đắc. Và cái nữa là về cái bài đầu, những cái bài đầu tiên thì em thấy cảm thấy ấn tượng nó rất sâu với mình, bởi vì mình gần như là được khai mở. Tiếp theo nói về cái công thức cội nguồn cuộc sống, cũng là những cái bài đầu tiên thì như bình thường ấy, thì những cái câu mà mọi người hay nghe ấy, là hành hành động hình thành thói quen hình thành tính cách hình thành số phận. Khi mà nghe đến cái công thức cội nguồn cuộc sống thì hóa ra đấy còn có là đấy nó là trước đó còn là hình ảnh trong suy nghĩ của mình, hình ảnh nó làm cho mình suy nghĩ và nó làm cho mình có một cái niềm tin, và cái từ niềm tin đó thì mới xây dựng lên được cái hành động. Thì đó đúng thực sự đấy là cội nguồn của vấn đề, và em thấy nó thật sự là rất là tâm đắc. Nữa là và cái mà em nghiệm thấy là trong trong cái thời trẻ đến tận bây giờ ấy, mình cũng đã trải qua, nhưng mình không mình bây giờ mình mới được học, thì đúng thực sự đây chính là cái lý thuyết mà mình đã trải qua rồi. Ví dụ như là cái hồi xưa thì em khi mà thi vào trường kinh tế quốc dân, cái hồi hồi em còn cấp 3 ấy, thì thực ra là hôm đấy em sáng sau cô bảo là mai phải nộp hồ sơ, thì hôm chiều hôm đấy vô tình em xem một bộ phim nói về một cô nhân viên văn phòng, cô làm tất cả mọi việc rất chuyên nghiệp ở trong môi trường rất là hiện đại, thì đúng cái hình ảnh đấy nó in vào trong đầu em luôn, và em mong muốn em hướng tới để được trở thành như cô đấy. Thì đây thực sự là đấy, em nghĩ lại thì đấy đúng thực sự là cái lý thuyết thầy thầy dạy đó. Rồi là những cái hình ảnh nữa là như là cái hình ảnh em lái xe chẳng hạn. Hồi em đi học lái xe em còn mơ đến là mình còn đâm trên nóc ô tô tải cơ, bởi vì em quá sợ ấy. Nhưng mà hôm em nhìn thấy hình ảnh một chị vừa lái xe vừa ăn vừa cầm đồ ăn, thì em bảo ô sao chị giỏi thế, mình mơ ước để đứng giống chị đó. Thì đúng là cái hình ảnh trong đầu em là em phải lái xe giỏi như chị ấy. Thì thực sự bây giờ thì em cũng nghĩ là em lái xe ở tầm nghệ thuật rồi. Đó. Rồi tiếp theo là nói về đến sự lựa chọn, thì thầy cũng có nói đến những cái bài đầu thì em rất là nhớ, bởi vì em rất là tâm đắc, bởi vì nó giống với cái suy nghĩ, cái cảm nhận của mình, cái mình quá. Như là thì thầy nói là không có sự lựa chọn nào, là sự lựa chọn nó đều phù hợp với những cái hoàn cảnh nhất định, thì nó phù hợp với hoàn cảnh đó. Mỗi lứa tuổi thì có sự lựa chọn khác nhau, và chính là cái tính cách cũng là cái ảnh hưởng đến sự lựa chọn của mình. Thì em thấy đúng thực sự là như thế, bởi vì nếu mà có sự lựa chọn tốt hơn thì mình đã lựa chọn rồi, thì cái đấy chính là điều mà nếu thầy nói ra thì em cảm thấy là đúng là mình cảm thấy em an tâm với mình, bởi vì nhiều khi đến tận bây giờ mình vẫn thỉnh thoảng mà biết thế, giá như và mình vẫn nói như thế, thì những cái lý thuyết đó thì đã làm cho em là đúng thực sự là mình ngẫm lại là thực sự là lúc đấy thì mình chỉ có sự lựa chọn là như thế, bởi vì lúc cái nó liên quan đến tất cả mọi hiểu biết, mọi tâm lý tình cảm của mình lúc đấy nó là như thế. Và nữa là những cái mà liên quan đến về những cái bài học tâm đắc ngộ ra, thì về thế giới quan như em cũng có nói, thì mình cũng cảm giác là nếu như mình học, mình không được dạy, thì mình có thể search trên Google nó ra. Nhưng thực sự khi mà thầy giảng về nhân sinh quan thì em thấy rất là hay, là bởi vì là
lần đầu tiên em được học và nó như vỡ trong đầu em ý, thì em mới hiểu là có ba yếu tố là công thức cội nguồn cuộc sống đại diện cho góc nhìn về khoa học, và cái nữa là cấu trúc con người thì làm đại diện cho góc nhìn về tâm lý tín ngưỡng, cái nữa là tam giác hiện thực thì đại diện cho góc nhìn về đạo lý, thì em mới hiểu là à đấy, thế giới quan thì mình có cái hệ quy chiếu rất rõ ràng rồi, thì bây giờ mình cũng đã có cái hệ quy chiếu của cái của về cái về cái nhân sinh quan, và nó lại làm cho mình luận về về cuộc đời, về con người, và cái đó làm cho em thấy là những cái trải nghiệm của mình nó sẽ làm cho mình sâu sắc hơn, và cái cách nói chuyện của mình nó cũng sẽ là thâm thúy và sâu sắc hơn nhiều. Và thật sự là em rất biết ơn thầy, bởi vì đấy cho em những cái bài học thật sự là rất là giá trị. À, hôm nay thì em về về sớm này, em đã để chuẩn bị là để chỉ sợ mấy ngày nữa em bận. Cuối cùng học được mấy cái bằng? Em cuối cùng em cũng đủ 3 bằng ạ. Thứ nhất là Đại học của Kinh tế Quốc dân. Dạ. Có anh chị ngẫu nhắn lên là chị K40, ổng mua K43 gì cả. em riêng 80 nhưng em học cùng mình cùng mấy lứa năm 79, cho nên là cái kinh tế là em K39 ạ. Bằng 9 ha. Dạ vâng. Rồi là em học ngoại ngữ thì đấy là trường nào được đấy là học bằng 2. À, cùng xong bằng cái trường đấy cho học xong bằng. Xong bằng xây dựng thì cũng là bằng 2. Có dạ. Người K52 chào chị Ngọc Minh nữa kìa. Dạ. Chào chị Kiên. Rất là biết ơn thầy. Thật sự là những cái bài học nó rất là giá trị, như là hôm qua cô Nga cũng có giảng ấy, thì em cũng có nói đến về cái mối quan hệ mà là để thật sự là mối quan hệ mà nó bền chặt ấy, thì là phải cùng quan niệm, đúng thật sự là có cái ba cái các cái con người mà phối hợp với nhau thì có ba sự hợp tác ấy, thì là có về hoạn nạn, lợi ích, lúc hoạn nạn thì mình nghĩ là ô đấy người đấy là người thân nhất đến mình, người quan tâm đến mình lúc hoạn nạn, nên thực ra là không phải như thế. Và cái năm ngoái thì em cũng đã nghĩ thế, một người rất là thân, nhưng đến năm nay rồi thì em thấy cũng bình thường. Thì đó, thì em thấy là những cái bài học mà đó chính là cái lý thuyết mình có trải nghiệm, nhưng mà mình không nghĩ ra là đấy chính là cái lý thuyết, là cái xương sống để cho mình nghĩ đến và để mình nghĩ nó sẽ được sâu sắc hơn. Rồi, em có chia sẻ trước thầy thôi ạ. Em cảm ơn thầy, em biết ơn thầy rất nhiều. Em biết ơn các anh chị em. Dạ. Rảnh thì học thêm vài cái bằng nữa. Hải Hiền bảo em là chị ơi, chị học mentor đi. Em cũng đang tâm huyết lắm và sẽ cố gắng ạ. Em rất là biết ơn thầy ạ. Dạ. Chị tắt mic với Hạ Tài giúp em ha. Xin mời Hoàng Hải. Con chào thầy và chào cả nhà. Cảm ơn thầy đã cho con chia sẻ thêm một lần nữa của khóa này. Và con biết ơn nhân mạch của con là cũng là mẹ con, là con ý tại đang là mentor 4. Và con xin biết ơn cả nhà sẽ lắng nghe con. Thì con đang có một câu hỏi muốn hỏi thầy là khi mà nếu như là trước thì con có một lần có giới thiệu cho thầy Nhạc với lại cô kỹ năng sống của con về tổ chức quýt. Nhưng mà lúc đấy con cũng thấy là hai ngày cô cũng khá là thích cái tổ chức này, bởi vì cũng hình như cũng thấy qua rồi, nên là khi mà con nói tới, nhưng mà sau đấy thì con không có gặp nữa, bởi vì con cũng chuẩn bị vào cấp 2 nên là con cũng không có gặp nữa, nên là con không biết như thế có được gọi là nhân mạch không ạ? Con hôm qua cô Nga cho con khái niệm nhân mạch chưa? Dạ rồi ạ. Con đọc lại ơi. Đây có một chút. Đây. Nhân mạch là người có vai trò trong trọng điểm trong mối quan hệ xã hội của họ, là người sở hữu mạng lưới mối quan hệ xã hội chất lượng, là người có tiếng nói, có trọng lượng ạ. Thì việc con giới thiệu người vào đây thì có thể là giới thiệu, nhưng chưa chắc là nhân mạch. Vâng. Có nghĩa là con có thể giới thiệu người ta học tập, nhưng chưa chắc đại diện là nhân mạch, tại vì tiếng nói của con có trọng lượng trong mắt của họ chưa? Dạ. Trọng lượng đối với họ chưa? Dạ. Thì nếu mà con tiếng nói có trọng lượng, con là chính là trọng điểm trong mối quan hệ xã hội, sự kết nối cho con người trong đó là do con quyết định đó. Dạ. Thì khi mà
Như vậy thì đại diện con gọi là nhân mạch. Còn cái chuyện con giới thiệu người ta học thì người ta gọi mình là nhân mạch gì đó thì chuyện của người ta, nhưng mà mình xem coi định nghĩa đó mình là nhân mạch chưa. Yeah. Vậy thôi à. Yeah. Người ta có thể nể mình, người ta giới thiệu chính Hoàng Hải là nhân mạch của tôi, nhưng mà mình đã xứng đáng với cái khái niệm nhân mạch chưa? Dạ. Ờ vậy thôi. Vâng, cảm ơn thầy, cả nhà đã lắng nghe con. Xin mời Kim Trang ạ. Dạ chào Trang, thầy. Kim Trang Thiên Nga hay là Thiên Nga Kim Trang hay là Trang Thiên Nga Kim? Dạ, Kim Trang Thiên Nga. Là tên vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, họ Kim. Tên lót là Trang Thương tên là Nga. Thấy gì chứ hỏi rồi đó, tại vì hỏi nữa chơi vậy thôi. Dạ thầy. Dạ chào thầy, chào cả nhà. À, trân trọng biết ơn thầy đã gọi tên em. À, trân trọng cả nhà, trân trọng biết ơn cả nhà cho cơ hội Nga có một lần nữa xuất hiện và chia sẻ một chút xíu về cái bài tâm đắc mà Nga đã học được mấy ngày hôm qua. Thì sau khi học cái bài chính dạng người của cô Bích Nga hôm trước á, thì lúc đó mình mới nhận ra rằng là quá là trong cuộc sống này á, em gặp rất là nhiều quý nhân luôn luôn xung quanh mình mà mình trước đó là mình không có hay. Ngay từ khi mà học phổ thông cho đến học đại học rồi sau đó ra dạy, thì khi nào mà gặp khó khăn á, hình như là sống ra hình như là may mắn á, gì không biết nữa, nhưng mà đi tới đâu thì đều gặp được quý nhân giúp đỡ tới đó. Thì khi mà học tới cái bài đó thì mới nhận ra được cái dạng người như thế. Thì hồi xưa thì đi học thì gia đình khó khăn lắm, nhưng mà khác hẳn với những người khác, tức là khi mà thiếu cái gì hoặc là cần cái gì thì hầu như là quý nhân xuất hiện để giúp đỡ kịp thời. Ví dụ như không có tiền học phí thì tự nhiên có người đứng ra giúp đỡ đóng tiền học phí. Rồi khi mà đi học đại học không có nhà ở, không có tiền thì tự nhiên có xuất hiện cha nuôi để giúp đỡ. Rồi đến khi mà đi ra trường đi dạy thì năm đầu tiên là dạy là không có lương, thì lúc đó thì cũng có một quý nhân giúp đỡ là cho chỗ ở và cho ăn uống miễn phí luôn. Thì hầu như là lúc nào cũng có gặp quý nhân để giúp đỡ kịp thời kịp lúc hết trơn á. Thì bây giờ thì bị cảm nhớ lại điều đó thì tự nhiên cảm thấy rất là xúc động. Thì còn bây giờ thì nói về tự nhiên hồi hộp làm sao. Mình bài học. Còn mình thì bản thân thì lại mình giống như là thần tài, tức là khi mà mình xuất hiện tới đâu thì hình như là người ta thích tới đó. Ví dụ như là khi mà đi chợ là như thế nào đó, người ta chỉ cần nói cô Nga ghé mua cái gì một chút xíu cũng được, chỉ cần cô Nga mua là tôi bán một chút xíu là bán hết à. Tức là mình rất là có duyên, đi đâu cũng được sự đón tiếp và yêu thương của mọi người. Thì chính vì vậy và càng như vậy thì mình càng trân trọng, càng nuôi dưỡng cái tâm thái là nội tâm là trân trọng biết ơn. Thì lúc đó mình cảm thấy là từ cái ngày mà mình học viết tới giờ á, tức là một thời gian không có dài, rất là ngắn, nhưng mà mình thấy mình thay đổi rất là nhiều, nhất là trong cái mối quan hệ. Bây giờ mình nhìn lại mình thì mình thấy mình không còn là mình nữa, mình không còn mình biết trước. Mình hồi đó là trong cái sáu rào cản, hình như là em bị dướng hết tất cả sáu rào cản đó luôn. Nhưng mà bây giờ hình như là mình dần dần thoát ra khỏi cái kén đó, rồi thu hút được rất là nhiều người. Ví dụ là mình không ngờ là mình lại quen biết rất là, trong cái thời gian này không ngờ mình lại quen biết rất là nhiều người bạn mà mình nghĩ rằng là những người đó mình không thể nào mà làm bạn được với họ, hoặc là không thể nào mình quen được với họ.
Thì bây giờ cái mối quan hệ được mở rộng ra và quen biết được người rất là chất lượng. Thì nhờ đó mà bây giờ ngoài cái việc dạy ra thì mình còn có công việc khác làm để mà thêm thu nhập nữa. Thì cũng nhờ vào cái sự thu hút cũng như sợ nhờ vào cái lòng trân trọng biết ơn của mình á, bây giờ mình thu hút được trong công việc, mình có công việc làm thêm, có tiền thu nhập thêm rồi, có mối quan hệ rất là chất lượng trong cuộc sống. Mình chia sẻ những cái gọi là cái mà mình cảm thấy mình chuyển hóa, chung là rất là xúc động, rất là biết ơn, rất là trân trọng biết ơn mà cao nhân đã đem đến những cái kiến thức với nội dung học tập như đầy chất lượng như thế này. Nói chung nãy là tính nói nhiều lắm, bây giờ tự nhiên bị sao, bữa nay bị sao biết ơn cả nhà, biết ơn thầy đã lắng nghe. Hình như là Rồi, nói trong tốt lòng lắm rồi. hình như là trong lòng nó xúc động quá cho nên không biết nói gì. Nói Biết ơn chung là bây giờ thầy cả nhận nhà. thức lại cuộc đời của mình có rất là nhiều quý nhân đúng không? Dạ đúng rồi, rất là nhiều quý nhân. Với Rồi lại bản thân thấy mình là thần tài. bản thân là thần tài. Em cũng tự định vị bản thân của em là thần tài tâm thái mà. Dạ. Mang lại sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn cho mọi người ấy. Dạ. Ừ. Dạ thôi, chia sẻ bài học như đó rồi. Còn bây giờ thì cuộc sống đã cải thiện rất là nhiều. Và trân trọng biết ơn thầy, trân trọng biết ơn cả nhà. Biết ơn chị. Dạ. Chị tự tắt mic hạ tay giúp em nha. Dạ. Xin mời Phan Thị Thanh Thủy ha. Thanh Thủy, Thanh Thúy quên này. Dạ. Dạ em biết ơn thầy đã gọi tên em. Dạ em là Thủy, anh Thủy. Thủy. Dạ em là Thủy á thầy. Ừ. À, dạ em xin giới thiệu là hôm trước tại vì em xúc động quá cho nên em cũng không có giới thiệu tên của em. Dạ em là Phan Thị Thanh Thủy và năm mà em sinh 1985 và em đang sinh sống tại Nha Trang. Và năm nay là em 20 tuổi ạ. À. Em xin chia sẻ là sau những cái bài học đó là em có tâm đắc về cô Nga. 2 ngày em học đó là em được nhận dạng được là 9 dạng người và em biết được là xung quanh và chính trong gia đình của mình và ông bà cha mẹ là những quý nhân của mình mà mình không có đối đãi tốt và mình không có biết cách giống như là cha mẹ mà sinh ra thì con phải lo cho con cái và một sự hiển nhiên với thầy. Cho nên là sau khi học đó thì em mới nhận ra được đó là quý nhân là chính trong ngôi nhà của mình là đại quý nhân mà mình có đi lôi hơi ở ngoài xã hội thì tiểu quý nhân và trung quý nhân thì mình lại lại là đối đãi như là một đại quý nhân mà cha mẹ mẹ ông bà ố mẹ mẹ thương mẹ thương mẹ thương cái này không chân được. Hello bạn nhỏ. Xin chào bạn nhỏ. chào thầy Chào cả nhà đi con. đó con chào cả nhà đi Hello con. Ơi hợp tác với mẹ đi và và em cũng biết là em muốn bao dung cho người khác thì mình phải bao dung cho chính mình và giống như là từ bấy lâu nay thì có những việc nó xảy ra không có như ý trong cuộc sống thì mình hay tự trách mình và em tự trách chính bản thân em thì khi mà em học những bài học của thầy trao và em được biết tới biết thì em cũng biết tự bao dung cho chính bản thân mình và những cái mưu cầu thay đổi của người khác đó là sự đau khổ và tâm niệm thay đổi chính mình đó là cái điều mà
hạnh phúc với thầy. Cho nên là khi mà em hiểu được và em thấu suốt được thì em thay đổi chính mình. Thì khi mà ông xã em thì có cái tính là nói chung là cũng không có xấu, nhưng mà hay to tiếng và nói cũng không có được dịu dàng á. Cho nên là khi mà em đặt ý rồi là lúc đầu là em tham tưởng là em muốn chồng em thay đổi, nhưng khi em biết là mình phải tự bao dung và mình thay đổi chính mình thì mới là cái điều hạnh phúc mang đến trong chính cái ngôi nhà của mình. Là khi mà em thấu suốt được là cách đây khoảng vài hôm á, là khi em đang học thì ông xã em về thì cũng thấy em đang học thì cũng hỏi, thì em là trả lời là em học để em biết ơn anh từ bấy lâu nay để bao dung và che chở cha mẹ con em, rồi biết ơn anh. Rồi với lợi em sẽ học một cách để yêu thương cái gia đình mình nhiều hơn. Thì ông xã em cũng cười, chỉ cười và đi ngủ thôi chứ không có nói gì. Thì em thấy là ông xã em mà mình học mình làm được vậy, mà mình học đúng là mình trân trọng biết ơn hơn mà. Dạ thì khi em thấy ông xã em là nói chuyện với em là hôm nay là nhẹ nhàng hơn đó thầy. Dạ nhẹ nhàng hơn, và nói chung là trong gia đình thì em thấy nó thay đổi hiện thực rất là rõ ràng, và em thấy rất là đủ đầy và hạnh phúc. Thì sau 2 ngày học thì em lại ngộ ra được rất là nhiều điều về cái ông bà cha mẹ và chính trong ngôi nhà mình, để mình biết cách đối đãi và yêu thương, trân trọng biết ơn. Dạ em xin chia sẻ và em xin biết ơn chị Thảo Nguyễn là nhân mạch của em, và em biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ, và em biết ơn những giá trị của Vic và những cái bài học mà những cao nhân và thầy đã chia sẻ và em đã nhận được, em rất là biết ơn ạ. Dạ biết ơn chị Thủy. Dạ em biết ơn thầy và cả nhà đã chứa đựng đã lắng nghe. Hai con trai đã tạo điều kiện cho mẹ học tập nha. Con gái đây, con gái. Con gái với con trai ạ. À? Chào thầy được không? Chào thầy. Con trai với con gái. Dạ. Là hai người đây là bạn cha cũng ngồi học với mẹ, rồi cũng nghe ghi âm lại á thầy, cho nên là dạ em xin hết ạ. Em chào cả nhà ạ. Dạ em chào thầy. Chị thầy. Chị tắt mic với hạ tay giúp Toàn đi. Dạ. Dạ. Xin mời chị Cẩm Tiên. Dạ, dạ, em chào thầy. Em mời chị. Dạ, em biết ơn thầy đã gọi tên em lần thứ hai. À, em biết ơn cả nhà. Em tên Lê Thị Chính, sinh năm 1964. Còn cái tên Cẩm Tiên là tên của con gái em. Gái đưa mẹ vô học biết đó thầy. Dạ. Dạ. Em mà tính là không có, em không có dám giơ tay. Gái không em... có nhà hả? Gái đi nữa hả? Dạ nó đi làm rồi, giờ nó mới về đặng tắm ăn cơm rồi đặng hết cái lớp của em là tới nó học đó thầy. Như giấc khuya giấc sáng đó, hai lớp. Giấc khuya gì đó. Khuya gì học nữa? Thì... sáng sớm mới có. À 10 giờ rồi, lớp 10 giờ này nè thầy. 10 giờ là lớp nào? Nghỉ lâu rồi. Vậy hả? Vậy là rồi hả? Vậy là lớp 3 chị có họp hội gì đó bàn luận với nhóm thì có, chứ không có học nữa. Vậy là cái gì mà học cái gì mentor gì giấc sáng đó. Mà sáng thì 4:30 dạ.
Em không có dám giơ tay, bị em học, em học vậy mà em hiểu thì em năng nổ em biết liền hồi đó, mà sáng qua là em quên đó thầy, em không có nhớ. Rồi em giờ em giơ tay là em xin thầy một điều, thầy cho em xin một điều là chừng nào mà thầy cho em gặp thầy, em biểu con gái em trở lên trển gặp thầy cái gì liền cũng được nữa. Thì gặp em làm gì? Tặng bắt tay thầy, thầy hay quá, thầy giỏi. Cái em mới nói để mẹ hỏi ông thầy, mẹ xin ổng lên nhà ổng cái mình bắt tay ổng cái rồi mà con chở mẹ đi. Cái nó dạ mẹ hỏi ổng đi rồi ổng cho ngày đi rồi con chở mẹ. Con em nói với nó, em nói ông thầy cũng hay cũng dạy giỏi quá mà giờ mẹ thấy trong trong hình không rồi con ơi, giờ mẹ muốn thấy ở ngoài thì đặng mẹ bắt tay ông cái rồi mẹ gì rồi con chở mẹ gì vậy đó. Cái nó kêu em á là hỏi thầy á thì coi ngày nào đi rồi thầy nói đi để chở em đi. Đi xa mà từ chị lên đây mấy tiếng hồ. Dạ, cả kệ mấy tiếng đi sáng đi chiều về chứ gì thầy. Thôi coi trong Zoom đi. Với lại thầy cho em hỏi hôm nay em qua bên đây học vậy nè, không biết cái tâm em có động tâm hay là định tâm mà em học á. Em có hỏi cô gì bữa trước còn em cũng quên rồi đó, cái cô dạy đó, đó mà không phải là cô hồi hôm mà cô đầu giờ á, có cô Triều, cô Bích, cô Nga. Dạ. Không là hình như MC có mấy cổ gì à? Dạ. Em hỏi là cũng như hôm nay hồi đó giờ em chiều là em lên em lại Phật. Cái cỡ chừng 7 8 giờ là em xuống, mà từ hôm mà em học tới nay á, tối em lên em đốt nhang rồi là em lo là đặt em xuống là 6 giờ nó tới giờ thầy. Rồi em đốt nhang thôi chứ em không có lại Phật mà em không có ở trên nữa. Rồi em nói trong lòng em nói chắc bây giờ mình cố quyết mình học bên đây đặng học thêm cái phá thay gân đổi cốt thầy kêu em á, với lại học thêm cái kiến thức nội tâm này nè đặng cho mình được rộng mở mang trí óc mình rộng rãi chứ nào giờ giống như cũng như con em dốt em nói là giống như là ở trong lầm mới ra đi. Không có rành dữ. Rồi em nói không biết là mình vậy rồi mình có tạo bị ta phạm tội đồ gì không, em hỏi ta ngay thầy luôn. Thì học giỏi thay gân đổi cốt tốt, học nội tâm sáng suốt, lúc lại Phật chuyên tâm hơn, ngon hơn không? Dạ. À, có sức khỏe lại, hàng ngày lại nhiêu cái? À, cái cũng như là thường là ngày 19 á, là 19 là em lại 500. Còn như ngày thường là em lại chừng 108 à. Ừ. Thì rồi mình theo cái pháp môn lại Phật rồi để làm gì? Thì em thầy ông giảng ông thầy ông giảng ông nói mình ráng cố gắng lại là cũng giống như là mình tập thể dục mà mình không có đi tập thể dục mình lại vậy đặng cho máu huyết nó thông lên não rồi gân cốt tay chân mình rồi nó khỏe mạnh. Nhưng mà mình đi ở ngoài đường rồi sợ tối rồi xe cộ là không, còn như em thì sợ con này con kia thì giờ lo lại Phật vậy thì em nghe lời em lại vậy đó thầy. Thì nếu mà vì sức khỏe thì có rất là nhiều môn để tập luyện. Dạ. Còn gì mà tín ngưỡng để thành tâm muốn có trí tuệ của Phật đồ này kia hay là an vui trong cuộc sống hay gì đó thì mình cầu sự chỉ dẫn đi, thay vì mình cầu Phật thì tùy theo cái cách của chị à. Tại vì nó cũng không có khuôn khổ, tại vì chị cũng không thề thốt gì. Yeah. Nó không có phải mình phải như vậy. Cái này là dạng như chị nghe thầy nói chị thấy hay thì chị ứng dụng, chứ không phải là mình theo một cái gì đó nó rõ ràng thì cũng không lo gì đâu. Dạ. Yeah. Vậy được hết thầy. À, thầy mấy cô rồi viết bài làm bài á, em năng nổ em thuộc em rất là năng nổ mà em học em sáng vậy lắm mà đều qua ngày sau là em không có nhớ.
mà em nhìn vô thì em nhớ là như cô giảng vậy vậy đó cho mình vậy thôi à, chứ còn em không có nhớ. Thì hôm trước em trả lời cho chị rồi đó, chị học đúng bài đó, đúng chưa? Dạ. Em đừng có lăn tăn nữa ha. Dạ em biết ơn thầy. Dạ em biết ơn thầy, em biết ơn cả nhà đã nghe em chia sẻ. Vậy em xin hết, em tắt mic thôi thầy. Còn người ta lại Phật với một cái tâm cái gì đó thì cái đó của người ta. Còn ví dụ như chị nghe theo chị lại để có sức khỏe tốt, rồi cũng tín ngưỡng gì đó, tôn kính Đức Phật rồi này kia vậy, thì chị tập thể dục thay gân đỡ cốt tốt, sau này còn lại tốt hơn đúng không? Dạ, em biết ơn thầy. Nhỏ gái em nó đăng ký cho em rồi 26 tay vậy đó. Dạ. Dạ, em biết ơn thầy, biết ơn mà cả nhà là đã lắng nghe em. Dạ, chị tắt mic giùm em được không? Tự tắt mic được không? Dạ em xin nhìn hết vô dạ. Cái biểu tượng có một cái zero, nhấn nó cái rồi thấy biểu tượng cánh tay không, hạ nó xuống thử ai. Xin mời Thảo Nguyên đó, bữa nay công nghệ siêu phàm luôn rồi đó, thấy chưa? Xin mời Thảo Nguyên. Dạ em xin chào thầy, em trân trọng biết ơn thầy vì thầy đã gọi cho em. Em xin trân trọng biết ơn nhân mặt của em là chị Bina Thạch Thảo. Và em rất biết ơn cô Bích Nga. Em rất trân trọng biết ơn cô Bích Nga. Và hai ngày qua là cô đã chuyển giao hai bài về nhận dạng người. Với lại về nhận thức, nhận biết về cao nhân á. Thì hôm trước thì em cũng có nghe ghi âm và em cũng có học cái khóa em 21 nhưng em cũng chưa có được làm rõ lắm. Là xong vừa rồi qua hai bài của cô ấy, thì cô cho em thấy được cô làm rõ và em đã hiểu được là cái phước đức khi mà người phước đức dày á thì biểu hiện như thế nào mà họ trong vấn đề học tập họ nhận thấy được sao. Thì em không có còn lăn tăn về tự sao mình học lâu hơn mọi người hay như thế nào nữa thầy. Và trước giờ em nói sao em cũng cố gắng em học nhưng mà lại không được như mọi người. Thì hôm nay á, là thầy nhờ ngày hôm qua cô Nga có chỉ điểm nên là em đã làm rõ được cái những cái gì gọi là văn á, cái nghi vấn của em cho chính bản thân mình á, thì em đã làm rõ được nên em rất là biết ơn cô. Và em nhìn thấy được á, là cái em còn có được bài tâm đắc đó, từ cô nghe nữa là cái cách của truyền đạt đó, với lại cái thuật quảng bá hình ảnh của thầy á, cô nghe có cái thuật quảng bá về thầy á mà em cũng muốn lắng nghe hoài à thầy, mà thầy cô rất là cái thuật quảng bá của cô nghe đưa vô á rất là nhẹ nhàng và sâu lắng, nên là em có được những cái bài tâm đắc là em nhận ra rằng á là muốn muốn làm em liên tưởng tới hồi thầy có nói câu là muốn dạy đứa trẻ thành công thì phải kiên trì và lì hơn đứa trẻ thì mới chỉ dạy được em đứa không trẻ có đó. Nói em không có nói gì đâu, chị nhớ chị nghe thì được, chị đừng nói em nói, còn em nói á, là kiên trì hơn sự kiên trì của con thì đủ tư cách giáo dục con. À, dạ đúng á thầy, em không có kiên trì kiên trì với lì hơn trẻ đâu. Dạ tại vì em lặp lại cái câu nói của thầy không có đúng. Thì chị vài bữa chị nói là chị nghe được như vậy chứ chị đừng nói em nói. Dạ dạ em biết ơn thầy chị đi tiếp nè. Và em chợt nhận ra rằng á là những cái như đại quý nhân á thì còn được mình đối đãi nhất. Thì ngược lại mình cứ nhìn ra bên ngoài và mình cứ nhìn vô cái trung quý nhân với tiểu quý nhân mà mình quên mất là cái đại quý nhân là mới thật sự là mới gọi là để cho mình tích tạo được cái công đức mà còn mình được đối đãi. Nếu mình học công đức vậy thì thua rồi, mình học công đức là nói gì nâng tầm nhận thức nội tâm chứ mình nói giúp đại quý nhân là cha mẹ mình, nhưng mà mình rít lại thì có thể là trả ơn thôi,
tri ân trọng ân báo ân thôi, đâu có gì gọi là khái niệm công đức, nên là mình phải coi lại khái niệm công đức lại, không cho hiểu lầm. Đó là cách phải đối đãi, tại vì đối với những người đại quý nhân thì mình phải biết cách đối đãi lại, chứ mình không được tùy tiện nói là đối đãi lại gì trả ơn người ta gọi là tạo công đức ha. Dạ em biết ơn thầy. Mà em gần đây em còn lăng tăng có một cái câu hỏi á, là về sao mà để nhận biết được người đó là cao nhân á thầy. Mà chị đọc lại chữ cao nhân ngay, chị đọc lại cao nhân ngay. Dạ, cao nhân là người cho chúng ta một quan niệm, một bài học hay, một hiểu biết mà nhận thức của chúng ta đứng trên vấn nạn phát sinh đó thầy. Thì hồi đó giờ có gặp ai mà người ta cho một bài học gì đó mà mình đứng trên luôn, không vướng mắc vấn nạn đó nữa không? Nếu dạ, chưa có thì chưa gặp cao nhân, có thì có là cao nhân. Rồi vậy thôi, có gì đâu không nhận dạng được. Dạ, tại vì cái trong cái tâm trí, cái tâm thức của em đó là cao nhân là cái vị. Do mình bị dính hình, do mình bị dính hình với ông cao nhân là mấy ông khủng khiếp, nên mình không dạ, biết đúng nào mới gặp được. Rồi cái mình không biết buông nó ra, trong khi đó mình mơ hồ về khái niệm đó. Người ta cho mình khái niệm mà mình không học cái mới, mà mình còn dính cái cũ, nên cuối cùng nó bị dính vậy. Chứ nó rất rõ hết trơn này, nó đâu có gì đâu dính. Vậy thì mình xác định lại, nhiều khi chồng mình, vợ mình hay là ai đó bên cạnh đó, thì hoàn toàn cũng thể là cao nhân giúp cho mình một lĩnh vực gì đó, nhưng mà mình không biết. Dạ. Xong ngày ngày em biết ơn thầy, tự nhiên ngày nay em cũng có lăn tăn về cái vấn đề đó. Tại em nói hình như là ai cũng có thể là cao nhân, nhưng mà em lại không có xác định được, nên em hỏi thầy để thầy chỉ điểm cho em. Mà em cũng xin thầy là em giờ em cũng đang đặt ý để, tự nhiên em đang cảm thấy những cái tri thức và em đang cảm thấy cái niềm tin bên trong của em á, nó lớn mạnh lắm. Bởi vì em không biết em học, nhưng mà em ngộ hết những cái câu, cái từ hoặc là một cái gì của thầy nói ra, em ngộ hết từ cái bài học, em hiểu hết. Nhưng mà nhiều khi ví dụ như em lại không có quên, em lại không có nhớ được. Mà ví dụ như gặp một cái gì đó ở ngoài hiện thực á, thì em sẽ áp dụng được vô trong đó một phần nào đó, để cho những cái bạn ở gần cũng có chuyển hóa, rồi cũng tham gia đồ để học, và cũng nghe chia sẻ, rồi nghe đi anh đồ rất là nhiệt tình đó thầy. Mà thật sự ra em lại không có giảm như thuộc, nhưng em thấy mọi người chia sẻ theo từng cái công thức đồ hay quá, mà em lại chưa có làm được cái điều đó thầy à. Em giờ em cũng không biết đặt ý làm sao để được vô mentor năm vậy, em cũng nhờ thầy chứa đựng và giữ hình cho em. Em thấy chị gớt mentor 5 rồi đó. Dạ. Tại vì chị thấy hình không vô được rồi đó, nên thôi học mentor 7, mentor 10 hay mentor 20 đi. Dạ thầy ơi, em xin cố gắng. Em xin cố gắng nỗ lực hơn. Chị thấy hình chị gớt rồi đó. Dạ em biết ơn và trân trọng thầy, em sẽ cố gắng để nỗ lực hơn. Thì càng nỗ lực thì càng không vô được luôn. Yeah. Tại vì thấy cái hình khó vô nên nó cần nỗ lực. Thì học thôi, thì ngộ từ từ, thì có sự chuyển hóa cuộc sống rồi mọi cái, thì kỳ vọng trở thành những người có thể giúp người khác về tri thức này thì vô thôi. Chứ có gì đâu, dạ, cần cố gắng. Dạ rồi, em biết ơn thầy chị. Còn điểm thêm cái em nữa, dặn cho chị một cái, chị không có dính chấp những cái khái niệm cũ của chị nữa. Yeah. Đang bị dính cái hình đó, nên khi người ta nói khái niệm này, chị mơ hồ về một khái niệm mà chị không thừa nhận cái khái niệm của người ta rõ hơn, nên đó là chị không có trao vô cái mới á, thì cái đó cũng là một dạng kiến chấp về những gì mình biết, mà mình biết mơ hồ mà mình kiến chấp đó. Nên nó làm cho cuộc sống của chị nó sẽ dính vô cái đó. Nên chị tập chị buông nhẹ những cái gì mà mơ hồ mình không gõ, người ta cho mình gõ thì mình thay đổi. Thì chị em biết không? Nếu mà buông được cái đó là nhanh lắm, đâu có gì đâu, khó khăn mà không vô được. À rồi, em biết ơn thầy chỉ điểm cho em.
Chứ cuộc sống nó dính mấy đó để gì, nó dính mấy đó là cái thói quen, rồi sau đó nhìn nhận về con người á, cái thấy người ta có vấn đề cái dính luôn, nên khó buông được cái lỗi lầm của người. Dạ, em rất là biết ơn thầy đã chỉ điểm cho em đó thầy. Tại vì khi này em học ha, em học những cái bài của thầy á là thật sự ra cái niềm tin em lớn mạnh lắm, nên em được em kiên trì em theo lắm thầy, và em tâm đắc với lại những cái bài học của thầy lắm, nhưng mà nó cứ còn vướng bận. Hôm nay nhờ thầy chỉ điểm thì Mình em xin nói em niềm tin mình lớn mạnh đó, nó không ý nghĩa gì đâu. Người ta có niềm dạ. tin đó là người ta tự nhiên nó không có mấy chuyện đó. Chị còn vướng bận là có nghĩa là chưa có niềm tin, mà chị giả bộ chị nói có niềm tin lớn lắm. Cái đó là mong muốn ý thức của chị, chứ không phải là cái niềm tin bên trong. Dạ em biết ơn thầy chỉ điểm cho em Chị giả bộ chị nói có niềm tin em tin tưởng lắm, có niềm tin lớn lắm. Nhưng mà à. nội tâm thì lại thấy hình như khó khăn khi vô mentor, công việc hay mọi cái nữa, nên là chị đang bị dính mắc cái đó đó. Dạ em biết ơn thầy chỉ điểm cho em nhiều ạ à. Giờ tập Em trung biết đừng ơn có những bài tập học trung thầy đã vô chỉ niềm điểm. tin nữa, giờ tập trung vô thay đổi cái biết để có hình ảnh tâm trí tốt đi, đừng tập trung vô niềm tin nữa, đừng nói tôi có niềm tin gì nữa Dạ. ha. Dạ. Dạ em biết ơn thầy đã chỉ điểm cho em ạ à. Em biết ơn điều này. Em Biết biết ơn ơn chị. nhân mạch của em. Em biết ơn thầy và cả nhà đã chia sẻ. Rồi hang, Tại đừng vì tốn học tập và từng bước hang, không gọi ha. dạ em biết ơn thầy. Chị tắt mic giùm em với hạ tay giúp em. Biết ơn chị. Xin mời Thu Thảo. À. Dạ em chào thầy, em chào cả nhà, trân trọng biết ơn thầy đã cho em hiện diện à. Chào cả nhà. Chào cả nhà, Dạ biết em ơn. Chào thầy, thầy nhớ. từ từ để con nói chứ. Dạ em mới tham gia lớp apply Phan Thiết, và em là Thảo Mentor 4 mà số định danh 1907 đến thuê nhà 107 à. Dạ thì hôm qua về thì hôm nay em về nhà ăn cơm với lại ba mẹ. Và đây ạ à, mẹ em được Hello, rồi. cô. Dạ vừa rồi thì em về cùng ba mẹ đi tham gia lớp apply Phan Thiết hồi tháng 2 á thầy. Dạ Rồi nhớ dạ. cô. Từ hồi đi Quên học cô tên về gì rồi nhưng mà nhớ gương mặt. dạ từ hồi đi học về đẹp hẳn á thầy, trời mặt sáng quá trời sáng, đẹp ơi là đẹp luôn. Này hôm bữa được được cô Hiến tư vấn dinh dưỡng á, trời nay ngon nhẹ lắm. Dạ đó là mẹ em muốn nói chuyện với thầy á. Dạ. Hello chào thầy, sao thấy Khen gái sao khen đẹp gái quá và thấy cũng tên đẹp. mẹ thầy Hello chào thầy, thầy nhớ mặt chị nhớ không? nhớ nhớ Người hay ăn cơm với thầy nhớ 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 ha. nhớ nhớ dữ lắm. Tại có lần gái thầy Ôi, con gái làm ngân hàng rồi con gái này kia nhiều dạ lắm, nhiều lắm, nhớ dạ cảm ơn thầy. Thầy đang ngồi ăn cơm mấy lần với thầy cái nỗi buồn tự hết. nhiên cái phát ra cái giờ nghe con gái nó mới về hồi chiều thầy cái nó giới thiệu chứ cũng chưa biết dung này là gì, cái đăng tâm sự nó nói mẹ muốn chia sẻ thầy, em nói được cho mẹ gặp thầy, thầy dễ thương quá À, thầy đúng lâu là đẹp gái lên nhiều à. con gái này thầy là con gái này là mới học lấy thầy lớp thầy về là gái ngân hàng làm bé này này là mẹ con như mặt trăng mặt trời thầy, nhờ đi học thầy lớp mấy lớp mấy khóa của thầy về nên nó dịu dàng yêu mẹ nhiều hơn. Yêu mẹ nhiều hơn đó thầy. Hồi xưa giờ người ta yêu nhưng người ta thể hiện cách khác. Không Bây giờ người ta thể hiện cách khác. lúc trước nó nói chuyện mẹ con nói chuyện cái trùng 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 này cho nó dịu học, nhờ thầy mấy lớp của thầy về cái nó dịu dàng hơn thầy. Giờ có cái lớp nào mà nó chuẩn bị đọc cái lớp nào 6 tháng nữa đó thầy, chắc học và mong mong sao cái lớp nào mà thầy hướng dẫn cho nó về ở với ba mẹ nè thầy, hai chồng có một đứa con một của thầy mà ba nó nhớ thương mòn mòn mỏi luôn mà không hiểu sao mà giờ có cái lớp nào mà đào tạo cho nó quay về ở chung với ba mẹ, muốn lắm mà không biết làm sao đây thầy, nó đam mê học lắm thầy ơi, cứ theo học thôi bây giờ Nơi làm sao nào á, có một nơi mà con người người ta sẽ đến và ở nơi đó, đó là nơi nào mang lại sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, nơi có sự trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật là người ta ở.
bà nhớ là những ngày bà... tới nói con gái cho tham gia học cái nơi đó để tạo ra một môi trường là thu hút con gái về, chứ thay vì kêu con gái về thì tạo một môi trường cho con gái về đấy. Bà nhớ thầy, hai chồng có đứa con một của thầy mà nó cứ mê, nó giờ đang học, nó chuẩn bị học cái lớp nào 6 tháng rồi đó, mới học cái lớp nào thầy mới về hôm qua mới về, học xong hôm qua mới về hồi chiều nay, đi múc chỉ không thầy, về thành phố sống đi đi là 3-4 tháng, 4-5 tháng mới về nhà một lần này, biết làm gì chứ. Đây biết gì đẻ con ra nhiều một chút ngon quá, giờ đẻ con đứa không có đủ thầy tốn bao nhiêu tiền tốn bao nhiêu tiền con đứa một có thầy. Bây giờ có cái lớp nào cho nó quay về nhà ở chung ba mẹ nè, ao ước vậy mà. Giờ nó đang về thì đừng ngồi đó nói nữa, nó đang về thì trân trọng thời gian nó đi, thì từ từ kết nối sâu sắc mà gái hiểu mà. Mai mốt đi nữa. Sự trưởng thành của con cái là sự báo hiếu lớn nhất cho ba mẹ, chứ làm gì tới cái chuyện ở nhà nhưng mà nó không thể hiện sự trưởng thành, tối ngày chửi nó cũng như không à. Nên là đừng ham ở nhà, con cái đừng ham ở nhà khi chưa trưởng thành. Đấy, học con gái ham ở nhà rồi tối ngày không làm gì trơn, ở nhà cha mẹ chửi suốt à. Ông học cái lớp của thầy, hai chồng đứa con đi học lớp của thầy về, cái không khí nhà nó nhận xét kiểu nó thoáng hơn, rồi trân trọng biết ơn hơn, thấy chồng cũng dịu dàng hơn, chồng biết cái giá trị của người vợ cao quý hơn vậy đó. Trân trọng cảm ơn biết ơn thầy. Chào thầy. Con gái với chị. Dạ em trân trọng biết ơn thầy ạ. Em biết ơn cả nhà đây chứ đừng hành động thêm mẹ con em ạ. Thầy trân trọng thời gian con gái ở bên cạnh đi. Còn con gái đang học tập để trưởng thành mà, bộ con gái đi đâu đâu mà ngồi đó lo lắng lúc nào trái tim của con không ở nhà. Dạ chưa giờ muốn con ở nhà thân xác không à, rồi tâm hồn nó ở ngoài đường cũng vậy à. Chứ giờ tuổi này mà không cho sự bôn ba như vậy sao được, không cho cái sự học hỏi làm sao trưởng thành, mà không trưởng thành cuối cùng về nhà chửi mình tiếp la tiếp. Cảm ơn cả nhà. Dạ xin chào biết ơn thầy, xin chào biết ơn cả nhà. Mẹ anh chuyển hóa lớn lắm đó bé. Dạ trời mẹ em thấy đẹp rõ hẳn luôn á thầy. Cô nhớ không, em nhớ cổ không em? Dạ. Là xã con nè, là xã con chào chị, còn cô con cái đi giờ. Đó, bé nè, bé chị nè. Dạ, cô bé nè. Nhớ cô. Dạ. Con chào bà đi, con chào bà đi nè. Con chào bà đó. Bé dạ, nó đang đeo theo một môn của thầy á thầy. Dạ. Con đang gái nó gần tuổi nè cô. Dạ. Thôi chị gái bữa nay gần tuổi nè, còn mấy giống nhà, tuổi là con chào giống ba quá trời, giống ba quá trời. Chào bà đi. Giống ba dễ thương quá. Giống ba. Gái thì giống trai quá nha. Giống ba. Giống thương. Dạ. Ai biết ơn cô, biết ơn Thảo. Dạ chào cả nhà. Dạ em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Dạ. Em xin thắc mắc là anh Trương Vinh muốn chia sẻ hay sao ta? Em thấy có mở cam nè, mở có giơ tay nè, nhưng mà tắt cam với tắt mic này em không mở được. Anh Trương Vinh à, vậy không ha. Chắc phải xưng mới giơ tay chắc thông cảm ha. Tại thấy ông kia giơ tay lên, giơ tay lâu rồi, tại 8 giờ mấy phút rồi. Ha. À. Dạ. Hai xin mời cả nhà bắt đầu thưởng thức âm nhạc nha. Dạ. À. Xin phép ha. Xin phép cả nhà nha. Dạ. Em chia sẻ âm nhạc. Chúng ta vào học nha các anh chị. Nay thưởng thức âm nhạc xong chúng ta vào học. Rất là biết ơn cô Nga trong hai ngày qua đã hỗ trợ cho Toàn tạo điều kiện cho các anh chị học về một học phần, nó gọi là nhận thức nội tâm về con người.
Thì cô Nga đã cho chúng ta một số khái niệm về nhận thức nội tâm về con người bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 à. Đối với bậc 1 thì chúng ta có khái niệm quan trọng là chính dạng người cần nhận dạng và đối đãi. Đồng thời cô giúp đỡ cho chúng ta nhận dạng các mối quan hệ xã hội xung quanh chúng ta và cách nâng cấp. Thì đây là một học phần rất quan trọng để mở ra cái duyên của chúng ta, kiến tạo cái duyên lành. Thì con người chúng ta có nguồn năng lượng của trí tuệ rồi, có được thắp lên ngọn đèn của trí tuệ, thì chúng ta sẽ đơn giản có được cái duyên lành. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học thêm một cái học phần nữa. Nếu thuận duyên thì chúng ta sẽ học hai học phần. Đó là chúng ta học phần về tâm thái và năng lực. Thì các anh chị có thể giúp đỡ cho học phần tâm thái thì nó đơn giản lắm các anh chị. Anh chị ghi giúp đỡ toàn ghi. Anh chị ghi tâm thái. Được hiểu là trạng thái cảm xúc của nội tâm. Tâm thái được hiểu là trạng thái cảm xúc của nội tâm. Dạ. Tâm thái được hiểu là trạng thái cảm xúc của nội tâm. Người giàu tâm thái là người luôn giữ được xuyên suốt. Người giàu tâm thái là người luôn giữ được xuyên suốt trạng thái trân trọng biết ơn ở tình. Người giàu tâm thái là người luôn giữ được xuyên suốt trạng thái trân trọng biết ơn ở tình. Bao dung ở tánh và an vui ở tâm. Người giàu tâm thái là người luôn giữ được xuyên suốt trạng thái trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm. Thì toàn xin phép các anh chị toàn xin phép toàn vẽ ra cái. Chúng ta hiểu đơn giản như thế này các anh chị. Ở đây có tâm, tánh, tình theo cách gọi của ngôn ngữ dân gian. Thì hôm trước các anh chị có nhớ là ở lớp tình thì chúng ta dùng cái gì để dùng cái thuật ngữ gì không ạ? Dùng cái thuật ngữ đó là đối đãi. Ở lớp tánh thì chúng ta phân tích phân biệt. Phân tích phân biệt. Còn ở lớp tâm á thì chúng ta gọi là đón nhận. Còn xin lỗi cái gì? Đón nhận. Vậy thì vì một con người giàu tâm thái là sao? Đó là tại lớp tình á thì họ có nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn. Họ có một cái trân trọng biết ơn. Vì thì một người dùng sự trân trọng biết ơn để đối đãi ở lớp tình. Nếu dùng sự bao dung đối đãi ở lớp tánh. Và sự an vui đối đãi ở lớp tâm. Đây đón nhận. Dùng cái sự trân trọng biết ơn đối đãi ở lớp tình. Bao dung, dùng cái bao dung để phân tích phân biệt, có nghĩa là lúc đó không có phân tích phân biệt. Dùng an vui để đón nhận thì luân chuyển được ba trạng thái này thì được gọi là người đó là người giàu tâm thái. Ví dụ như bình thường trong cuộc sống
thì chúng ta sẽ trân trọng biết ơn. Nếu không trân trọng biết ơn nữa thì sao ạ? Thì bao dung. Còn nếu không bao dung được nữa thì an vui. Và khi con người chúng ta có được sự an vui thì đơn giản để bao vô dung và đơn giản để trân trọng biết ơn. Và một con người đã bao dung rồi thì rất là đơn giản để khởi tạo nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn. Một người đã an vui thì khởi tạo sự bao dung rất là đơn giản. Vậy thì luân chuyển các trạng thái nội tâm này và giữ xuyên suốt được cái sự trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh và an vui ở tâm, có nghĩa là xuyên suốt luân chuyển cái trạng thái đó, thì người đó được gọi là người giàu tâm thái. Và tự cá nhân của Toàn á, thì Toàn tự cho mình một cái tâm niệm, đó là Toàn sẽ trở thành thần tài tâm thái. Thần tài tâm thái. Vậy thì trong gia đình nè, nếu chúng ta luân chuyển được cái trạng thái này trong gia đình của chúng ta, giữ được xuyên suốt cái trạng thái này trong gia đình, thì theo các anh chị, chúng ta bảo hộ được bản thân mình và những thân hữu xung quanh trong gia đình chúng ta không ạ? Các anh chị, chúng ta bảo hộ được bản thân mình và những người xung quanh bằng nguồn năng lượng này không các anh chị? Bằng cái tâm thái này không? Hàng ngày trong cuộc sống thì chúng ta trân trọng biết ơn những gì chúng ta sở hữu, bao dung, trân trọng biết ơn những hành vi cho con người mang lại đến chúng ta. Chúng ta lại có sự bao dung cho con người và an vui. Thì đây là một cái nguồn năng lượng rất là đặc biệt. Các anh chị nhớ chúng ta sự huân tập các hạt mầm trong tiềm thức á. Các anh chị nhớ trong quá trình đó huân tập thông qua nghe thấy nói biết đúng không ạ? Thông qua lớp tánh và lớp tình của con người chúng ta mà có sự huân tập vào. Nếu chúng ta giữ được nguồn năng lượng bao dung, an vui, trân trọng biết ơn, thì theo các anh chị chúng ta sẽ huân tập vào tạng thức của chúng ta những cái hạt mầm mà trong tương lai cho ra quả như ý không ạ? Các anh chị nhớ nguyên lý hoạt động của tiềm thức không? Vậy thì một người giàu tâm thái sẽ hỗ trợ cho quá trình huân tập những cái hạt, cái nhân tốt trong tương lai, cái nhân tốt của chúng ta. Và đồng thời sao ạ? Nếu một người giàu tâm thái thì kích hoạt các hạt mầm thức duyên quả theo chiều hướng như ý sẽ ra đời trong tương lai. Nên là việc một người giàu tâm thái rất là quan trọng. Vậy thì khi có năng lượng của trí tuệ thì chúng ta sẽ đơn giản để giàu tâm thái. Và chúng ta luân chuyển trạng thái nhận thức nội tâm phù hợp, nó sẽ cho ra cái nguồn năng lượng này. Và giữ xuyên suốt được nguồn năng lượng này thì chúng ta được gọi là người giàu tâm thái. Thì đối với tâm thái đơn giản như vậy thôi. Rồi, các anh chị ghi vô một câu giúp Toàn một cái. Đó là từ giờ trở đi trong phần đời còn lại, tôi trở nên giàu tâm thái. Thay vì chúng ta xử lý điều gì đó trong cuộc sống của mình thì tốt nhất là nên trở nên giàu tâm thái. Thì người giàu tâm thái thì mọi chuyện nó sẽ đơn giản. Được không ạ? Các anh chị có tâm niệm giống như Toàn, từ giờ trở đi trở nên giàu tâm thái và trở nên thần tài tâm thái không ạ? Từ giờ trở đi trong phần đời còn lại, tôi trở nên giàu tâm thái. Các anh chị cảm thụ được một cái cánh đồng á, các anh chị cảm thụ được một cái cánh đồng mà những cái hạt mầm á, những cái hạt mầm tốt nó đang chờ đợi. Nè, các anh chị, Toàn nói để cho các anh chị hình dung nha. Một cánh đồng, một cái cánh đồng hay một mảnh đất rất là màu mỡ. Các anh chị cứ hình dung nó bát ngát mênh mông luôn, nó không có giới hạn trong diện tích. Thì có rất nhiều cái hạt mầm mà cho ra quả ngon, quả ngọt, quả tốt, chờ đợi một cái sự kích thước của một cái cơn mưa
chỉ cần cơn mưa nó xuống là các hạt mầm tốt nó sao ạ? Nó sẽ trổ quả. Thì tự nhiên có một cái máy bay, một cái gòn đó, một cái máy bay đó, xả cơn mưa xuống, bay hết cái đó. Thì vừa qua cái một, những cái hạt mầm mà, những cái quả mà ngon ngọt đó nó sẽ trổ lên, nên cái hạt mầm nó trổ lên và từ 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 qua thời gian cho ra quả. Thì khi con người vào tâm thái á, giữ được sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, thì tương tự những cái cơn mưa đó đó đi xuống một cái mảnh đất màu mỡ và kích hoạt tất cả những hạt mầm tốt trong cái cuộc đời, trong cái cánh đồng đó đó trồi lên thành quả như ý, quả ngon, quả ngọt. Thì cuộc đời của con người chỉ chờ đợi cái cơn mưa đó thôi. Đó là nếu chúng ta đưa trạng thái nội tâm chúng ta về sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, thì đủ cái sự lâu dài, đủ cái sự xuyên suốt, thì nó sẽ kích hoạt được các hạt mầm mà cho ra cái cây như ý. Giống như một cái cơn mưa vậy đó, nó bay ngang một cái, nó kích hết tất cả những cái hạt mầm tốt đó lên. Nếu chúng ta giữ xuyên suốt được ba trạng thái này, các anh chị hình dung được cái hình tượng này không? Toàn nói lại ha. Toàn nói lại ha. Vậy thì trọng điểm cuộc đời của một con người chuyển hóa là nằm ở cái con người, nằm ở tâm thái của người đó. Nên có một câu nói là tâm thái quyết định sướng khổ mà. Trọng điểm chuyển hóa cuộc đời của con người đó nằm ở tâm thái. Trí tuệ là nền tảng bên trong để mới có thể có được tâm thái, nhưng mà biểu hiện để cho con người có thể chuyển đổi cuộc đời nằm ở tâm thái của họ. Thì các anh chị cứ hình dung một cái mảnh đất màu mỡ. Các hạt mầm thì nó mênh mông, các hạt mầm nó để trong đó. Nhưng các hạt mầm sẽ cho ra những quả như ý á, thì nó chờ đợi một cái cơn mưa, mà cơn mưa đó đến á, thì nó sẽ nảy mầm lên, cho ra quả như ý. Thì cánh đồng đó mênh mông bát cát, có những cái hạt mầm nhiều lắm, nhưng nó chờ đợi một cái cơn mưa đó. Thì có một cái cơn mưa bay ngang một cái, thì cơn mưa đổ xuống cái là những cái quả đó nó sẽ trội nảy mầm, cho ra cây, cho ra quả mà như ý. Thì một con người đưa cái tâm thái của một con người về tâm thái, trở nên giàu tâm thái, là có nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn, bao dung và an vui, thì giống như cơn mưa đó vậy đó, nó sẽ kéo hết tất cả những cái hạt mầm mà như ý đó, trong tương lai cho ra quả như ý, nó sẽ trổ quả. Các anh chị có hình tượng này không? Các anh chị nắm được cái hình tượng này không ạ? Các anh chị nắm hình tượng này nghe. Toàn tạo điều kiện cho các anh chị hình dung cái. Giống như chúng ta gieo trồng các hạt mầm, mà chỉ cần một cơn mưa thôi là nó sẽ trổ ra cây, bám rễ liền ngay tức khắc. Mùa mưa gần tới nè, các anh chị chuẩn bị trồng gieo trồng được rồi đó. Mùa mưa tới nè, chúng ta bắt đầu gieo trồng gì đó. Dạ, ở miền Nam là miền Tây rồi, bắt đầu mùa mưa tới rồi. Vậy thì chúng ta giữ được, luân chuyển được ba cái trạng thái này, an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, thì sao ạ? Thì những cái hạt mầm như ý nó sẽ trổ lên và cho ra cây, cho ra quả như ý. Nên trong nội tâm của Toàn á, Toàn nói, Toàn phấn đấu trở nên giàu tâm thái và trở thành người thần tài tâm thái. Và các anh chị có cảm thụ được cái điều đó trong lớp học của chúng ta không các anh chị? Có ai cảm thấy thụ được tại nơi đây các anh chị nhận được nguồn năng lượng của sự an vui, của sự bao dung và của trân trọng biết ơn không ạ? Thì nếu ai nhận được cái điều đó thì Toàn biết ơn các anh chị. Nó là một cái cơn mưa
giúp cho các anh chị kích được cái nghiệp thức, nghiệp duyên, nghiệp quả tốt. Nên khi các anh chị vừa tham gia vào môi trường này, đặc biệt là lớp học, lớp chương trình của chúng ta, cái nguồn năng lượng của an vui á, làm cho các anh chị khai mở được cái tri thức, cái tự nhiên nó kích cái hạt mầm thức của các anh chị lên. Cái tự nhiên các anh chị thấy thấu suốt nhiều cái vấn đề trong cuộc sống. Các anh chị có để ý điều này không? Các anh chị có cảm giác được nó kích lên được nhiều cái tri thức mà nó ẩn lâu lắm này. Đâu đó ngày xưa mình biết đó, nhưng mà nó không có gõ trong đầu óc. Cái tự nhiên không biết làm sao cái tham gia vô chương trình này, lộ trình mười mấy ngày qua, cái tự nhiên cái đầu óc chúng ta nó thấu suốt, nó thông sao á. Đầu óc nó tự nhiên cái nó sáng lên. Thì anh chị có để ý không? Có để ý cái trạng thái đó không? Ồ, tự nhiên cái sao nó rõ, gọi tên mà làm rõ hết những gì đã trải qua công cuộc đời, nó hiện ra. Mình biết được cội nguồn của mình từ đâu. Nó thông suốt, nó nhẹ lắm. Tự nhiên nghe nó nhẹ, cái đầu nhẹ, cái thuật ngữ nhẹ thì được. Anh chị có cảm giác nó nhẹ đi không? Nó nhẹ. Rồi. Cái thứ hai, các anh chị có cảm giác được bây giờ các anh chị bao dung hơn cho con người không? Ban đầu mới vô nghe một số anh chị chia sẻ, không chịu nghe nổi đâu. Có nhiều người nghe không nổi. Tự nhiên thôi, đợi trời ơi, vô sau 6 giờ nói chuyện. Các anh chị biết mình chơi chiêu rất đặc biệt các anh chị. 6 giờ vô nói chuyện tới 7 giờ. 7 giờ vô toàn còn cho nói chuyện tới 8 giờ. Là các anh chị biết là cái sự chia sẻ của mọi người tới 2 tiếng đồng hồ. Mà các anh chị biết chỉ có lắng nghe mới mở được trí thôi. Chứ nếu không có lắng nghe được là trí nó không mở. Nên khi các anh chị lắng nghe, cái từ từ cái sự bao dung của con người chúng ta nó trỗi dậy. Từ từ cái tự nhiên nghe các anh chị học tập nó kiên, nó tự nhiên thấy nó... Mình hình như mình kiên trì, kiên nhẫn lạ thường hơn so với trước đây lắm à. Ngày xưa vậy người ta nói cái là mình bực bội, khó chịu rồi. Cái tự nhiên cái sự bao dung các anh chị có luôn. Các anh chị có được cái sự bao dung luôn. Các anh chị nắm không? Các anh chị nắm cái ý không? Rồi, quay qua không nói trong đây nha. Bắt đầu quay ra về cuộc sống nè. Hổng gài có ai cảm giác mình đã có cái gì đó nó kiên nhẫn hơn, kiên trì khi lắng nghe, bao dung hơn đối với con người xưa nhiều lắm, hơn nhiều lắm. Có để ý cái đó không? Ở đây có chị Ly Trần có chia sẻ nè. Em từng là một người sống thiên về cảm xúc, nửa bên trái về lý trí gần như tê liệt, tay chân tay mắt bên trái kém hẳn với bên phải, tham gia học viết ngộ ra nhiều việc, giờ nửa bên trái phục hồi hoàn toàn. Trời ơi, mừng quá đó. Tự nhiên cái đó là nghiệp quả, cái đó là quả, cái đó là các anh chị đang kích hoạt được cái quả. Có nghĩa là nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn á, nó giúp cho mình tự nhiên nhìn thấy được cái ưu điểm của đối phương nha. Có ai có để ý là hổng gài nhìn thấy được điểm tốt của chồng, của vợ mình, của con cái mình hơn không? Đồng nghiệp rồi này kia nữa. Các anh chị có cảm giác được là tự nhiên nhìn thấy đèn giao thông nè, nhìn thấy cây, trái, hoa, quả gì đó, cái gì cũng đẹp hết. Có nhìn thấy đó không? Thấy đặc biệt không? Có đặc biệt không? Anh chị nhìn thấy nó khác ngày xưa. Cũng cùng cái sự việc đó thôi. Mình nhìn được điểm sáng của sự việc hơn. Khó khăn bây giờ vẫn có, không phải là không có. Con số anh chị mới học á, thì không phải là không có. Nhưng tự nhiên nhìn vô á, cái nó khác xưa lắm. Nó khác như trời khác. Biết tại sao không? Các anh chị biết tại sao? Nó được gọi là mình có năng lượng của trí tuệ. Nó luân chuyển được trạng thái nhận thức nội tâm rồi. Nhưng nếu ở học phần này thì các anh chị có thể dùng một câu: bởi vì tôi trở nên giàu tâm thái. Nghiêng câu đó lên giúp toàn các anh chị.
bởi vì tôi trở nên giàu tâm thái. Ở đây ngày trước thấy chồng khó tính, bây giờ chín chắn nè, đó thấy chưa? Bởi vì tôi trở nên giàu tâm thái. Bởi vì tôi trở nên giàu tâm thái. Chị Hương Phạm có giơ tay muốn phát biểu chỗ này hay sao? Ý chỗ này hay sao chị? Dạ. Em biết ơn thầy. Cho em được xin chia sẻ cái phần này. Em từ khi đầu phần thầy chia sẻ là em thấy phấn khởi quá. Em xin biết ơn thầy đã cho em chia sẻ, biết ơn cô bác anh chị đã lắng nghe. Và cho em xin gửi lời được biết ơn người nhân mạch của em, đó là em Nguyễn Thị Yến, chia sẻ với em về chương trình. Thực ra là em là người xin em Yến đấy ạ. Em là người xin em Yến để đón nhận chương trình học đấy. Xin hả chị? Dạ vâng ạ. Sao xin vậy? Thấy bạn thay đổi hay là thấy sao, là sao mà chị xin học? À, vâng, em có theo dõi cái chương trình cái Facebook của bạn. À. Dạ vâng. Thì em thấy có những cái điều mà em cần để em học hỏi. Thế thì em có trao đổi với Yến thì bạn có tặng em nhân duyên. Thật sự là cái phần mà cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn, an vui và bao dung, thì khi em học ấy thì em nhìn lại thấu suốt về cái quãng đời em đã đi qua, cái thời gian mà từ khi em bé đến bây giờ, thì em nhìn lại, tức là em không gọi được tên ra, nhưng mà em chỉ hiểu đó là mình ngoan ngoãn, hiếu, có hiếu lễ phép, và yêu thương, có tình yêu thương, tức là hiểu là như thế. Nhưng mà đến khi học rồi thì thầy có chia sẻ ra thì em mới nhìn rõ. Em nhìn rõ thì em rất là biết ơn thầy. Với cái góc độ nhìn rõ như này thì chắc chắn là em sẽ thực hành được, sẽ tốt hơn nữa, tức là em sẽ chuẩn mực hơn. Còn trước đây thì chị nghĩ là có tình yêu thương, có sự bao dung, ý là thấu hiểu mọi người, yêu thương mọi người, và đặt người khác vào mình, đặt mình vào người khác, tức là đặt mình vào người khác để thấu hiểu họ, yêu thương họ hơn. Thế còn từ khi em học, từ buổi 1 đến buổi hôm nay thì chính bản thân em cũng thấy em hạnh phúc quá trời luôn đấy. Tức là sao mình được nhìn nhận cái góc độ nó chuẩn mực để cho mình có những bước tiếp theo, bởi vì còn cuộc đời mình còn nhiều việc phải lo nữa, ví dụ như là góc độ công việc, góc độ gia đình, vợ chồng, góc độ con cái. Em cũng rất là may mắn là sinh ra một gia đình bố mẹ rất là hiền lành, nhưng mà nghèo và chất phát. Bố mẹ rất là nghèo, nghèo thậm chí 3 lần làm nhà đều là 3 lần nhà tranh vách đất ấy thầy ạ. Nhưng mà em là con cả. Thế thì lúc đấy chỉ thấy bố mẹ khó khổ ấy, thì cứ muốn là chung sức cùng bố mẹ để lao động làm sao để cùng bố mẹ để nuôi ba em ăn học. Thế cứ từ đấy phấn đấu lên thì cũng như một người trưởng thành, 13 tuổi em đã có phần trưởng thành rồi. Tức là đã lo được kinh tế, đỡ đần bố mẹ cùng các em rồi. Thế thì cứ thế cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến khi đủ 18 tuổi đi xây dựng gia đình. Thì ông xã lại hơn em những 13 tuổi. Thì thật sự là lúc đấy là cứ có cái sự, đầu tiên là sự lín nhịn, tức là mình là phụ nữ này, cứ học theo cái chữ gọi là chuẩn mực là phụ nữ là phải hiền lành, rồi là biết yêu thương, chăm sóc, rồi yêu thương bố mẹ hai bên. Đấy, đối nhân xử thế làm sao mà là một người con ngoan hiếu thảo, tức là cứ sống như thế thôi, nhưng mà không tìm ra đúng cái chỉ điểm của nó để làm sao cho nó chuẩn. Hôm nay thầy chia sẻ bài thì em cũng nhận ra, và em cũng tự tin là khi học sau 21 buổi, và chắc chắn là em phải học lại nữa, tại vì thời gian vừa rồi em cũng có vướng cái chương trình đi học của công việc, cũng không được học mà trọn vẹn hết. Nhưng bài hôm nay thì em xin biết ơn thầy đã cho em chia sẻ. Quan sát này hen, chị dạ. Quan sát em chỉ có bước lên đây khoảng cỡ 3 tiếng đồng hồ một buổi. Dạ vâng. Sau đó 21 buổi. Dạ. Các em luân chuyển nguồn năng lượng của an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn. Các chị thấy em hỗ trợ cho nhiều người chuyển hóa không? Dạ có. Vậy thì nếu mà chị dùng nó xuyên suốt thì chị biết cuộc đời của những người xung quanh họ thay đổi cỡ mức độ nào không? Dạ có, em biết ơn thầy ạ.
Thực ra em trước nhau. Đây em chưa được ứng dụng như thầy chỉ bảo bây giờ, thì em cũng đã có một phần nhỏ rồi. Em biết chứ, em nói á, nè cả nhà quan sát lại cách của em nè ha. Dạ. Em bước vào cái lớp học nè. Dạ. Khoảng là một ngày 3 tiếng, coi 3 tiếng đồng hồ, coi như em trọn vẹn 21 buổi đi ha. Cái sau đó em vui bao dung, cái em trân trọng biết ơn những tri thức, trân trọng biết ơn con người. Cái em lấy em lan tỏa giá trị. Cái có 21 buổi thôi, mỗi ngày 3 tiếng, mà chị cảm giác được cái sự chuyển hóa của nhiều người trên toàn cầu không? Dạ có. Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu chị giữ xuyên suốt được như vậy, rồi sau đó chị sinh hoạt trong gia đình, rồi trong những người xung quanh trong mấy mươi năm, thì chị hiểu được giá trị của nó mang lại xã hội khủng khiếp không? Dạ có, em đã cảm nhận, là tức là em đã có một phần nhỏ rồi. Thì đó em nói á, em thấy dạ. Chị có, em nói chị cảm giác chị có đó, chị nói chị có nhưng chị chưa gọi tên và làm rõ nó đó. Dạ vâng. Chị đã tạo giá trị rồi, nhưng mà chị rõ nó xuyên suốt nữa. Rồi nè, chị lấy nguồn năng lượng này chị chuyển giao cho người khác, ta nhận hiện thực từ chị nữa, và nó lan ra một cái, có phải là giá trị của xã hội tạo nên rất khủng khiếp không? Dạ có, em biết ơn thầy ạ. Thì hiểu ý em nói không? Có 3 tiếng thôi nè. Em gặp cả nhà chỉ có 3 tiếng, 1 tháng em gặp 21 buổi. Vâng. Em gặp mới có 2 năm thôi chị. Dạ vâng. Chị hiểu không? Em gặp mới có 2 năm, 1 tháng em gặp, 1 ngày em gặp 3 tiếng đồng hồ, mà 1 tháng em gặp 21 buổi. Thì dạ. Mới 2 năm thôi là cỡ khoảng biết bao nhiêu anh chị đã tham gia vào á, nhận này. Dạ. Vậy thì chị thử coi, chị thử giữ nó xuyên suốt trong một ngày, cái bắt đầu chị xuyên suốt như vậy là 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Vậy thì con của mình sẽ thế nào? Những người xung quanh sẽ ra sao nếu chúng ta giữ được nguồn năng lượng này? Nên dạ, làm vâng làm cũng phải phấn đấu vào tâm thái. Dạ vâng ạ. Buổi tối hôm qua em cũng có chia sẻ với ba con trai. Hiện tại ba con em không ở nhà cùng em, nhưng mà có một cái chat riêng của gia đình. Thế thì em học và em cũng chia sẻ cùng con. Và em gửi những cái hình ảnh cho con, và em có những cái khát khao như thế nào em nói chuyện với con. Thì con rất là phấn khởi. Mà thực ra thì cái tình yêu cảm và tình yêu thương mẹ con và gia đình đã gắn kết cả bên nội bên ngoại rồi. Nhưng mà đến bây giờ em cũng có một cái khát khao đó là cộng đồng nữa. Thì đấy là thì mình làm thêm thôi, có sao đâu, có gì đâu. Em dạ. Lặp lại, xác lập lại cho chị một cái để cho chị hiểu được giá trị của một thần tài tâm thái nha. Dạ. Đó là em không nói tri thức nha. Nếu mà chị lấy tri thức á, nhân sinh hay là tri thức cái gì cũng không biết, nhưng mà chị dùng cái tri thức đó với một cái tâm thái là an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Cái sau đó thuận duyên hàng ngày trong cuộc sống, chị luân chuyển cái tâm thái này. Dạ. Cái bắt đầu là gì? Em chỉ có 3 tiếng đồng hồ một ngày, một buổi. Sau đó em xuyên suốt được 21 buổi một tháng. Được chưa? Dạ. Cái tháng sau em làm nữa, mà em làm mới có 2 năm thôi. Được chưa? Dạ. Thì 2 năm rồi. Thì chị biết tự nhiên cái khoảng ba mấy quốc gia nhận được giá trị này, rồi những người xung quanh chuyển hóa. Vậy thì chị hiểu được giá trị của thần tài tâm thái chưa? Dạ, lớn lắm thầy ạ. Em không có làm gì cao xa hết trơn. Em chỉ trân trọng biết ơn tri thức, an vui với tri thức, bao dung cho con người, mong muốn trân trọng biết ơn nhân chuyển giao những tri thức này thôi, chứ em đâu làm gì khác đâu. Dạ vâng ạ. Em vẫn nhỏ bé mà em đi đâu, ví dụ như là em gặp những người mà họ cũng tự kết nối, và hai nữa là họ cũng cứ tự, hoặc là khi cái nụ cười của em hoặc cái đôi mắt của em nhìn họ thôi, em đã thấy có cái sự cảm mến rồi. Thế mà khi em học được công thức của thầy trao nữa thì em tự tin là em sẽ tốt hơn nữa. Em biết ơn thầy, biết ơn cô bác anh chị đã lắng nghe em chia sẻ. Em xin phép tắt mic ạ. Biết ơn chị. Nhung Hoàng muốn phát biểu hả? Dạ. Em rất biết ơn thầy đã cho phép em được chia sẻ. Em xin kính chào thầy, em xin kính chào cả lớp ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Nhung ạ. Em sinh năm 81, năm nay em 20 tuổi. Thì em học đến cái đoạn thầy nói là nhìn thấy mọi người xung quanh mình thay đổi, thế là em muốn phát biểu ngay thầy ạ. Tại vì là em có một cái hiện thực như này ạ. Em đi làm thì
trước đây có mấy trước đây khoảng mấy tháng trước ấy, là em đi làm thì em hay bị hay gọi là nói cãi nhau với một cái gọi là cái tổ làm việc của em. Thì em trong cái phòng đấy thì nó có một cái tổ công nghệ thông tin riêng, thì trong cái tổ công nghệ thông tin của em có 3 người mà thỉnh thoảng hay cãi nhau mà cãi rất to. Và hình như là bây giờ em nhìn nhận lại là những cái vụ cái vã đấy là do nguyên nhân toàn từ em ra mà thôi. Và cũng có những lúc là trưởng phòng với em cũng nói to với nhau, em cũng nói to lại với trưởng phòng của em. Thì đấy là thời gian trước, và em đi làm em cảm thấy nó rất là áp lực và rất căng thẳng. Tại vì công việc em rất là nhiều, xong rồi cảm giác công việc nhiều xong lại làm, thì khi đã làm nhiều thì nó hay có bị sai sót. Sai sót thì lại bị mắng xong rồi em lại vì cái sự làm việc nhiều của mình, thế em bị áp lực em lại nói lại. Thế là rồi là cãi nhau với cả thành viên ở trong tổ của mình. Thế xong mọi người xung quanh cứ bảo sao mà mấy cái đứa này cứ hay cãi nhau thế nhỉ. Thế là đến lúc em học được cái lớp của thầy, em học được cái lớp của thầy và em cũng đã từng học được một cái lớp về trí tuệ nhân quả với lại lòng biết ơn ấy. Thế là đến lúc, và trước đấy em cũng nghe video của thầy nữa, và khoảng tầm 4-5 tháng trở lại đây em đi làm thì bắt đầu em nhận diện ra mọi vấn đề là đều từ mình hết. Sếp nói mình như thế nào đấy, trưởng phòng nói mình như thế nào đấy là do mình, và mỗi lần mà sếp mắng em một điều gì đấy là bắt đầu em quay lại em nhìn lại mình xem là mình sai ở đâu, và em không bao giờ đổ lỗi ra bên ngoài nữa. Thì em thấy khoảng mấy tháng trở lại đây em đi làm em thấy rất là an vui và rất là vui vẻ. Và em trước đây ví dụ như em nhìn thấy cái người mà làm cùng với em ý, thì em hay nhìn thấy người ta là suốt ngày nói chuyện này, ngồi chơi này, chẳng làm cái gì cả. Em trong mắt em cứ nhìn thấy họ như thế. Thế nhưng mà gần đây á, tự nhiên em nhìn thấy họ, ô sao con người này làm việc rất là có trách nhiệm này. Ngon rồi đó chị nhìn được chị là ngon rồi đó. Đây làm việc rất là có trách nhiệm, và mấy tháng gần đây trong tổ em không còn có cái chuyện là cãi vã nhau. Và mỗi lần chị có tin tuyệt đối về cái công thức cội nguồn cuộc sống là hạt mầm hình ảnh trong tâm trí quyết định hiện thực bên ngoài chưa? Dạ vâng, em thấy rất là biết ơn thầy. Em rất ăn vui luôn thầy ạ, đi làm rất là vui vẻ mà em mỗi lần em đi làm như thế em có nhiều người chị biết họ phải gánh chịu cái tính chất công việc như vậy vài chục năm. Dạ vâng. Tại do không có xử lý vấn đề của nội tâm thôi chứ không phải vấn đề nằm bên ngoài. Dạ, nhưng đúng mà vậy. Có không tin là bên trong của mình có thể đổi thì thế giới bên ngoài đổi. Dạ, vâng. Nên là tại chị có cảm giác được cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn nó trỗi dậy không? Dạ vâng ạ. Em thấy mọi người làm việc ai cũng làm việc rất là trách nhiệm, rất là nhiệt tình. Em nhìn thấy mọi người như thế thực sự luôn nha, em không phải nhìn một cách gọi là ảo, không phải giả tạo ở lý trí nha. Dạ đúng ạ, cái nhận thức của mình luôn á. Vâng ạ. Em thấy người ta tốt thật, người ta làm việc chăm chỉ thật, chứ không như ngày trước em nhìn là việc kiệt cư em đang làm, em thấy người ta ngồi chơi hay là người ta làm gì đấy tự nhiên em thấy khó chịu. Nhưng mà đến lúc em nhận diện ra được vấn đề rồi, thế là em thấy mọi thứ rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, em đi làm rất vui và em biết ơn. Ví dụ như là người ta đi về người ta quên tắt điện ý, thì có thể là ngày xưa là mình cứ hay nói như thế nào kia, nhưng mà em bảo ôi may quá người ta tạo cơ hội cho mình làm bước, thế là em đi tắt điện tắt quạt mọi thứ, em thấy rất là vui thầy ạ. Em rất là biết ơn thầy. Nhiều khi á, nhiều năm em thấy ai cũng đẹp á, các em gặp ai em cũng nói trời sao mà đẹp quá trời đẹp vậy. Cái mọi người nói trời thầy, ai cũng gặp thầy cũng khen hết cho vậy. Em nói bây giờ thấy đẹp giờ biết thì sao. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Thầy ơi, nhưng mà em có một vấn đề này em muốn nhờ thầy chỉ điểm giúp em. Thế là em có một cô con gái năm nay lên lớp 11. Bạn ấy thì học được, nói chung là công việc nhà bạn ấy vẫn làm, cơm nước bạn ấy lo hết, nhưng bạn ấy có mỗi một cái việc là suốt ngày bạn ấy cứ nằm dài trên giường ấy, mà em thì cứ muốn động viên cho con là phải vận động đi để cho người nó nhanh nhẹn, nó linh hoạt. Ngày xưa có một cô gái em gặp chắc cũng khoảng 11 năm, 12 năm gì đó. Dạ, em vâng. Khi em có một buổi chia sẻ giao lưu ở Cà Mau. Thì mẹ của cổ cũng nói vậy suốt á. Vì bà về nhà không động tới cái chén. Cái em nói có một câu thôi, con gái sống ở quê mà làm gì nó không biết mắc cỡ để nó làm những cái đó. Chỉ có một điều duy nhất thôi là sức khỏe của con nó không đủ độ. Chỉ cần hỗ trợ tốt sức khỏe lên là tự khắc một người khỏe không bao giờ nằm một chỗ.
không như con em được khỏe mạnh cơ thầy ạ. Không phải đâu, chị định chị nghĩ gì, chị bổ sung dưỡng chất dinh dưỡng rồi thêm đi, đặc biệt là canxi đồ đó chị bổ sung vô đi, chị sẽ thấy khác biệt liền. Một người mà khỏe mạnh đó là không có chuyện thiếu vận động được hen. Dạ. À, chị nghĩ là không có bệnh chứ đừng nghĩ là khỏe, tại vì không có bệnh đi bệnh viện thôi chứ làm gì một người khỏe mà ngồi chỗ ngồi khỏe năng lượng tràn đầy đúng không, chạy bộ từ lưa hết trơn ở đâu ngồi đó nằm chỗ. Vâng, đây là cứ ngoài việc ăn quên cơm đi. Bây giờ chị đem nói gì ăn. Rồi thì chị đừng có thấy con có vấn đề nữa, bây giờ làm cho con khỏe hơn thôi. Rồi chị quan sát lại ăn uống của con, nó sẽ cắt tinh bột nè, nó không ăn những cái thức ăn có năng lượng, thì chị coi lại kỹ mấy cái trường hợp đó rồi bổ sung dưỡng chất rồi vô rồi tự chị à. Dạ vâng em biết ơn thầy ạ. À, chị quên đi, quên cái chuyện đấy đi nha. Vâng ạ, vâng. Em xin cảm ơn thầy, em biết ơn cả lớp đã cho em được chia sẻ. Vâng, em xin cảm ơn ạ. Mê dạ vâng ạ. Nó đơn giản lắm các anh chị, nhiều khi mình trách móc á, trách móc vợ mình, chồng mình là biếng á. Có một số mà người phụ nữ trách ông chồng sao mà về nhà cái làm biếng gần gũi với vợ. Thì thay vì như vậy mình tập trung cho ông ăn uống sức khỏe tốt, tràn đầy sinh lực, thì ông đâu có ngồi đó ông làm lăng đăng gì nữa. Nhưng mà tối ngày quán trách sao mà ông đó ông không có đụng chạm tới mình như thế này thế kia, chi cho mệt vậy. Tập trung cho ông khỏe mạnh, ông khỏe mạnh mình có thời gian rảnh sao. Hiểu ý này không ạ? Anh chị nắm cái ý toàn nói không? Nên là đừng ngồi đó trách con trội sao mà nằm trung ương với trời năng lượng đầy trơn, máu huyết đầy đủ, năng lượng đầy đủ, trời nó tối ngày nó chơi liền. Nha, đừng ngồi đó lăng tăng sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Rồi mình coi lại sức khỏe tinh thần cần xử lý, sức khỏe xã hội cần xử lý không? À, thì mình tính rồi. À, rồi thôi vào tâm thái vậy hen các anh chị. Chúc mừng các anh chị biết giá trị của một người vào tâm thái ha. Các anh chị nhìn được giá trị của một người vào tâm thái không? Vậy thì đặt ra câu hỏi nè, nếu ai đó đang lan tỏa một giá trị gì đó cho xã hội mà cái người đó vào tâm thái nữa thì sao các anh chị? Các anh chị cứ hình dung nè, các anh chị cứ hình dung ha. Chúng ta có một lá thư chúng ta gửi đi xa đi, đặc biệt là toàn nói Mỹ đi. Nếu gửi bằng đường tàu thì khoảng 1 tháng, gửi bằng máy bay thì khoảng cỡ 2 ngày đi, gửi thư điện tử khoảng cỡ vài giây. Vậy thì một thông điệp người đó mà chuẩn bị muốn truyền tải cho người khác, mà truyền tải bằng nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn, truyền tải bằng nguồn năng lượng của an vui, truyền tải bằng nguồn năng lượng của bao dung, thì các anh chị nghĩ thông điệp đó nó đi sâu và xa trong tâm trí của con người đó không? Nó đi sâu vào tâm trí của họ không? Anh chị nắm ý này không ta? Vậy thì các anh chị muốn nói một, nếu có một cái tri thức gì đó muốn lan tỏa cho người khác vô tâm trí của người ta, thì không có cách nào hết, đơn giản nhất đó là các anh chị truyền đạt với tâm thái gì. Các anh chị nắm ý này không? Mình tâm thái mình quạo quọ, mình bực bội, mình khó chịu rằng là phải cần phải hiểu nó thì nó khác. Nhưng mà an vui, bao dung cho con người và trân trọng biết ơn, tri thức trân trọng biết ơn con người chúng ta truyền nó, thì các anh chị biết là nó sẽ đơn giản để lan tỏa một cái tri thức hơn. Nắm ý hình tượng nè. Các anh chị muốn gửi nhanh một thông điệp truyền tải không? Người ta nói á, một tin nhắn có thể trong vòng 1 giây có thể đi nửa vòng trái đất. Nhưng mà cái đầu của con người nè, giữa đầu qua đầu á, nó có thể là hàng ngàn năm còn chưa chuyển qua được. Giữa tim qua tim có thể biết bao nhiêu năm mà chuyển qua không nổi. Vậy thì các anh chị có những rất nhiều điều tuyệt quý và tinh túy nằm trong đây. Các anh chị muốn chuyển qua cho người khác thì
các anh chị dùng cái phương tiện công cụ gì để chuyển, thì hình dung giống như một lá thư mình viết tay thì mình gửi tàu thì nó lâu, gửi qua máy bay cũng sao à, cũng mất mấy ngày. Nhưng mà thư điện tử gửi một cái thì trong vòng vài giây thì người ở Mỹ có thể nhận được. Vậy thì khi chúng ta muốn có một thông điệp gì, muốn giúp đỡ cho xã hội, Toàn rất tiếc có nhiều người giỏi lắm trong xã hội, họ có nhiều điều rất hay, nhưng mà họ không có để ý tới cái chuyện tâm thái truyền đạt của mình, cái thông điệp đó cho ra xã hội nó quyết định. Vậy thì nếu các anh chị có được một cái tâm thái là nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, chuyên chở thông điệp truyền tải, thì theo các anh chị cái thông điệp đó nó đi sâu và đi xa không? Các anh chị, anh chị nắm ý Toàn vừa chia sẻ không? Rồi vậy thì mình hình dung lại nè, với một cái với cái trạng thái của tâm thái an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, có phải tần số rung động năng lượng của nó siêu cao và cao không? Nên thông điệp truyền tải nó đi sâu và đi xa. Thì hiểu ý này không ạ? Nên Toàn tiếc lắm. Toàn nói trời ơi sao kiến thức này hay quá trời vậy? Hay quá trời hay vậy? Sao hay quá vậy? Mà tại sao truyền đạt với cái tâm thái nó uổng? Nó hay quá mà. Nó hay quá, nó tuyệt quý quá. Nhưng tâm thái truyền đạt có vấn đề, nên cuối cùng cái kết quả nó không có đi, không có đi được vô tâm trí của người nghe. Đó là một cái bí mật trong lớp học thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui của chúng ta. Có rất nhiều người lấy tri thức này để đi lan tỏa, nhưng mà thiếu cái cốt lõi của một người giàu tâm thái, thì dù có lan tỏa thì cuối cùng người ta cũng không lắng nghe. Nó hay như vậy mà sao nói ta không nghe vậy chân như trời. Nó không phải nằm ở tri thức, mà nằm ở cái người truyền đạt tri thức thiếu cái tâm thái để truyền đạt cái tri thức này. Tất cả những tri thức khác các anh chị có thể truyền đạt với bất kỳ tâm thái nào cũng được, nhưng mà riêng cái tri thức về nội tâm, nếu chúng ta không truyền đạt bằng cái tâm thái của an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, thì nó không đi đâu. Tại vì người ta thấy không có hiện thực ở mình, người ta không đón nhận. Các anh chị nắm ý Toàn vừa chia sẻ. Nên cũng cùng một cái thông điệp chuyển giao, thì các mentor, các master họ lấy cái đó ra đi chia sẻ. Thì ai chia sẻ được với một cái nguồn năng lượng an vui, bao dung và trân trọng biết ơn á, thì cái người đó tự nhiên nói chuyện người ta yêu mến, người ta thích, người ta thấy tuyệt quý của thông điệp. Cũng cùng một cái tri thức nghe, lấy đi nói, nhưng cuối cùng người ta phản đối, người ta không nghe. Đầu óc của người ta luôn nào cũng đối nghịch lên hết. Tại vì mình truyền đạt với một cái chưa phải xuất phát điểm đó, từ một cái người giàu tâm thái. Nắm ý này không ạ? Nó đơn giản lắm. Nên là hỏi lớp học này cho phép người ta copy không? Trời ơi, ai muốn lấy thì đi chia sẻ đi. Nhưng mà ông chia sẻ nó hiệu quả không? Do ông có giàu tâm thái không? Mà ông đã giàu tâm thái rồi, tại sao ông đủ tư cách để lấy cái chương trình đi chia sẻ chứ? Tại vì một con người an vui, bao dung và con trân trọng biết ơn luân chuyển như vậy thì xứng đáng quá, quá xứng đáng. Toàn biết ơn vô vàn luôn nếu các anh chị làm được hiệu quả chương trình này ra xã hội. Nhưng mà tri thức này nó hơi đặc biệt một chút. Nếu mà không dùng được cái nguồn năng lượng này để chia sẻ thì tri thức nó không lan xa, không lan. Thấy hay gì thôi, hình tướng hay, ngoài hình tướng gì thôi, chứ nó không đủ độ để cho người ta chuyển hóa. Được không? Được không? Anh chị nắm ý này không? Nên là các anh chị là mentor hay các anh chị là master, các anh chị chú ý là những cái này. Thấy thông điệp truyền tải của mình mà thấy đi nó không tới đâu trong tâm trí người nghe thì mình phải chú ý cái này. Tri thức gì chúng ta cũng có thể dùng bất kỳ tâm thái nào, nhưng mà tri thức nội tâm á nó rất vi tế,
nó đòi hỏi cái cảm thụ vi tế của nội tâm mới hiểu được hết nó. Và mình phải đưa cái trạng thái của nội tâm á tương ương đồng với nó, thì lúc này mình truyền đạt người ta mới cảm giác, người ta cảm nhận được nó, cảm thấy được nó, người ta cảm thụ được nó. Còn nếu không thôi, người ta cảm giác mình không có cảm thụ được nó, nhưng mà mình lại nói đó, nên cái kết quả người ta nhận không có triệt để, nhận hiện thực không được. Được ha. Rồi, thôi. Còn chia sẻ các anh chị lợi ích của một cái người giàu tâm thái á. Thứ nhất, nó bảo vệ bản thân mình thông qua cái việc hỗ trợ cho quá trình huân tập, nghe thấy nói biết huân tập vào con người của mình những cái hạt giống tốt. Cái thứ hai, mình tưới tắm cho cái khu vườn tiềm thức của mình những cái cơn mưa để cho những cái hạt mầm về quả như ý trong tương lai sẽ trỗi dậy. Đây, hỗ trợ cho thân hữu xung quanh của mình nguồn năng lượng đó, và giúp ích cho quá trình mình truyền đạt tri thức hay làm bất kỳ điều gì á, mình sẽ lan tỏa một cách đơn giản nhẹ nhàng nhất có thể. Nên là các anh chị giúp đỡ Toàn trở nên giàu tâm thái ha. Hôm trước thì thắp ngọn đèn trí tuệ, giàu trí tuệ à. Bữa nay giàu tâm thái nữa, ngon không? Ngon nha. Ngon nha. Rồi tính chuyển giao cho các anh chị giàu về năng lực ha. Mình giàu năng lực. Chúng ta tìm hiểu tiếp nha các anh chị. Giàu năng lực. Chúng ta dùng từ năng lực các anh chị, thì nó không đủ hết được hàm ý của cái này. Một người mà chúng dùng cái từ năng lực á, thứ nhất cái từ năng lực nó quá rộng, chúng ta rất khó để có thể trở nên giàu năng lực nếu chúng ta lại quá nhiều năng lực trong cái cuộc sống này cần. Nhưng nếu chúng ta dùng cái từ đó là trưởng thành, dùng cái từ trưởng thành ẩn đằng sau cái từ năng lực, thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó sẽ trở nên đơn giản cho chúng ta hơn. Chúng ta dùng cái từ trưởng thành để ẩn đằng sau cái từ năng lực. Chúng ta dùng cái từ trưởng thành để đại diện. Thì nếu nói về cái từ trưởng thành á, thì các thầy cô có giúp đỡ cho chúng ta nó có ba khái niệm. Một con người trưởng thành thì có trưởng thành trong chuyên môn. Trưởng thành trong chuyên môn. Có nghĩa là họ gánh vác một cái, họ làm một cái lĩnh vực gì đó, một cái nghề gì đó, thì càng ngày á, họ có sự tăng trưởng hơn, họ có sự trưởng thành hơn trong nghề nghiệp họ đang làm.
thì thông thường á, người ta sẽ đánh giá một con người có năng lực là đa phần người ta sẽ đánh giá người ta có năng lực trong chuyên môn là chính. Nên người ta xem xét nữa thì thêm người ta thấy một con người có năng lực không phải chỉ có chuyên môn không, còn cái quan hệ xã hội nữa. Người ta phát hiện ra người, người đó hay quá ha, người đó kết giao mối quan hệ xã hội tốt quá, người đó giỏi á. Có một số người, người ta nhìn người ta đánh giá giỏi là đánh giá giỏi ở chuyên môn. Có một số người lấy góc nhìn đánh giá giỏi là giỏi ở cái quan hệ xã hội. Các anh chị có nhiều khi thấy người đó có quan hệ xã hội tốt với nhiều con người, người nói người đó giỏi lắm á. Có nghe cái đó không? Anh chị thường lâu lâu nói thấy người ta có mối quan hệ xã hội tốt, người đó giỏi lắm. Cái thấy người ta có chuyên môn nó giỏi quá, người đó giỏi quá ha. Rồi. Đâu đó các anh chị quan sát một số con người á, các anh chị thấy cách đối nhân xử thế của họ, cái cách mà họ cư xử, cái cách mà họ thể hiện ra bên ngoài cho người ta thấy con người của họ, thì người nói người đó cũng giỏi lắm á. Thì cái đó là cái khái niệm, đó là người đó là trưởng thành trong quan niệm sống. Vậy thì nếu nói về năng lực, nói năng lực quyết định cái thành công của một con người, thì người ta chung quy lại có ba cái thôi. Thứ nhất là chuyên môn của bạn, thứ hai quan hệ xã hội của bạn và quan niệm của bạn. Vậy thì nếu nói về cái sự trưởng thành của một con người, thì nếu chỉ tập trung về sự trưởng thành thôi, tại vì trưởng thành là đại diện cho cái sự thành công mà. Theo đuổi sự thành công chưa chắc thành công, nhưng theo đuổi sự trưởng thành chắc chắn thành công. Đó là câu nói mà các thầy cô thường hay giúp đỡ cho chúng ta thấu suốt đó. Nè, theo đuổi sự thành công chưa chắc thành công, mà theo đuổi sự trưởng thành chắc chắn thành công. Theo đuổi sự trưởng thành công chưa chắc thành công, theo đuổi sự trưởng thành chắc chắn thành công. Vậy thì nếu một con người mà chỉ tập trung vào chuyên môn thôi, thì theo các anh chị về năng lực nói chung, thì các anh chị thấy người đó có hoàn thiện được năng lực của mình không? Nếu mà chỉ tối ngày chỉ tập trung vào chuyên môn giỏi thôi, thì các anh chị cảm giác được cái người đó làm sao ạ? Còn một cái gì đó khiếm khuyết rất lớn, chưa chắc đại diện cho sự thành công của họ, đúng không ạ? Chỉ có chuyên môn giỏi thôi, thì các anh chị có cảm giác là chuyên môn giỏi thôi chưa đủ không ạ? Chuyên môn giỏi thôi chưa đủ. Thì trong quá trình tìm hiểu về điều đó, thì các thầy cô chốt cho ra một con số. Sự khảo sát này thì toàn chưa có thực chứng cái sự khảo sát tuyệt đối, nhưng mà cảm giác được cái điều đó các anh chị. Đó là các thầy cô cho chúng ta một cái khái niệm, đó là chuyên môn á. Cho một con số chứ, đó là chuyên môn chiếm khoảng 20% vào thành công của một người. Quan hệ xã hội thì chiếm khoảng 40%. Và quan niệm thì chiếm 40%. Và họ cho ra một cái kết luận là 80% cái thành tựu của một người, 80% thành công của một người là do làm người mà tạo nên. Tại sao? Một người có quan niệm sống đạt với mối quan hệ xã hội tốt thì 80%, còn lại họ phân ra 20% là do làm việc. Cho chúng ta con số, thì các anh chị ngẫm lại thử ai. Nếu chỉ tập trung vô làm việc thôi mà không tập trung vô làm người,
thì các anh chị có cảm nhận được rằng là cái sự thành công của người đó cũng không lâu dài không? Nên á, làm người thành công, làm việc chưa thành công là tạm thời. Làm người chưa thành công nhưng mà làm việc thành công cũng là tạm thời. Làm người thành công, làm việc chưa thành công là tạm thời. Làm người chưa thành công, làm việc thành công cũng là tạm thời. Có nghĩa là nếu mà một người nào đó làm người thành công mà làm việc chưa thành công thì việc sau này thành công là chuyện là bình thường, tại vì mình hoàn toàn có thể thành công. Nhưng mà một người làm người chưa thành công mà làm việc thành công thì cũng là tạm thời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hoàn toàn có thể đổ vỡ công việc đó. Nên khiến nhiều cái quan niệm như vậy đó. Nên là nói năng lực của con người thì các thầy cô chỉ điểm cho chúng ta đó là tập trung vào sự trưởng thành, chứ không tập trung vào cố định một cái năng lực gì. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau tìm hiểu về các khái niệm về sự trưởng thành. Thay vì chúng ta nói là một người giàu năng lực thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi thành là một người trưởng thành hơn người. Thì lúc đó chúng ta sẽ định hướng cái sự phát triển nó sẽ đơn giản hơn. Và Toàn xin phép là Toàn chuyển các khái niệm về năng lực chuyển thành sự trưởng thành để cùng với nhau phân tích, để từ đó chúng ta đơn giản để có trở nên giàu năng lực, nhưng mà ẩn đằng sau đó là sự trưởng thành hơn người. Thì chúng ta ghi, các anh chị ghi giúp Toàn. Anh chị ghi giúp Toàn. Trưởng thành. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về cái khái niệm trưởng thành. Trưởng thành là trạng thái cảm nhận nội tâm. Trưởng thành là trạng thái cảm nhận nội tâm. Trưởng thành là trạng thái cảm nhận nội tâm. Rằng bản thân có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt hơn so với trước đây. Trưởng thành là trạng thái cảm nhận nội tâm, rằng bản thân có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt hơn so với trước đây. Câu đó ý nghĩa sao các anh chị? Trưởng thành nè, là một trạng thái cảm nhận nội tâm, rằng bản thân có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt hơn so với trước đây. Vậy thì Toàn hỏi các anh chị một cái ha. Nếu một người nào đó mà họ luôn hoài niệm về quá khứ và họ luôn nói trong quá khứ của họ là có những gì rất là tốt đẹp, thì theo các anh chị, cái người đó đang trưởng thành hay người đó đang thụt lùi lại ạ? Theo các anh chị, Toàn xin phép anh nói lại ha. Đó là trưởng thành nè, là một trạng thái cảm nhận rằng cảm thấy cảm nhận nội tâm rằng bản thân có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt hơn so với trước đây. Vì thì một người thường hay hoài niệm về quá khứ, kể về những gì mình đã làm được trong quá khứ, tự hào về nó, thì các anh chị cảm giác được là người đó thụt lùi, đúng không ạ? Thụt lùi các anh chị. Mà một người kể về quá khứ cảm thấy mất cỡ. Ngày xưa còi dại quá. Ngày xưa lúc làm ăn kinh doanh đó, kiếm tiền á, đúng là kiếm tiền nhiều được thiệt, nhưng mà lúc đó bất chấp quá. Mà lúc đó cũng hơi mù quáng để kiếm tiền quá. Trời, thất thoát tiền nhiều, kém cái sự khôn ngoan đối với cái tài chính lắm. Mà người ta nhìn lại quá khứ của họ thì thấy họ khủng khiếp nha. Nhưng mà họ cảm nhận về quá khứ của họ thấy cái sự dại khờ. Thì theo các anh chị, lúc đó cái cảm giác nội tâm của người đó như vậy thì họ đã trưởng thành hơn trong cái quan niệm sống của họ, quan niệm của họ đối với kiếm tiền, kiếm bạc chưa? Trưởng thành các anh chị. Rồi, hồi xưa hen, tôi làm cái đó tốt lắm. Ngày xưa mới vô nghệ nha, tôi sáng tạo ra cái này, sáng tạo ra cái kia, chỗ tự hào để gì, công trình gì lợi cho công ty, để lợi cho gia đình.
mới kết hôn về cha đã làm gì cho mẹ, làm gì cho gia đình này, kể từ lưa hết trơn, thì theo các anh chị thì cái đó là thụt lùi không ạ? À? Thụt lùi không các anh chị? Thụt lùi các anh chị. Các anh chị hiểu cái trạng thái nội tâm chưa? Cái trạng thái nội tâm chưa? Vậy thì bây giờ nè, mình rất là tự hào kể về một cái điều gì đó thì sao? Tự hào lắm nghe. Trời ơi, tôi như thế này chứ. Vậy thì ở đây nhớ là khái niệm này, xong các anh chị không có tự bản thân mình soi xét, chứ không lấy cái khái niệm này đi soi xét người khác nha. Các anh chị cẩn trọng nha. Các anh chị dùng khái niệm này đi soi xét người khác là kỳ lắm nha. Tại vì hiện tại có rất nhiều người, bản thân ba của Toàn cũng vậy. Ba kể về những gì ba đã làm được trong quá khứ cao. Kể về những gì tự hào kể trong quá khứ. Thì mình biết được là hồi tiếc về cái quá khứ đã trải qua, huy hoàng đã trải qua. Hiện tại thì mình kém hơn nên mình mới kể về quá khứ huy hoàng. Nếu mà bây giờ hiện tại mình ngon hơn thì huy hoàng trong cái kể về quá khứ mình nói hồi đó khờ lắm. Hồi đó không biết gì chân á. À, như thế này thế kia. Thì chúng ta cẩn trọng. Chúng ta cẩn trọng cái này. Một chút xíu bản thân. Được ha. Các anh chị hiểu khái niệm nha. Rồi bắt đầu. Rồi. Các anh chị ghi tiếp giúp tôi. Người trưởng thành. Đó, mình bắt đầu mình thêm khái niệm vô người trưởng thành. Người trưởng thành là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ. Người trưởng thành là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ. Ví dụ như chúng ta thấy có một con đi. Có một người con của mình đi, giống như con của Toàn lúc năm, con lớn của Toàn các anh chị. Năm con của khoảng cỡ đâu ba tuổi mấy, mà tuổi mấy bốn tuổi, ba tuổi mấy hay gì. Cái có chị ruột của Toàn về nhà Toàn chơi. Cái chả quan sát sao á, chả thấy chị mệt. Cái chả chơi vòng vòng không gì, cái chả đi vô buồng chỗ mà chị của Toàn á, ngủ nghe, Toàn gọi là chế. Cái bà ổng nhìn thấy á, cái ổng hỏi năm đỡ khỏe chưa. Chế chế của Toàn thứ năm, cái hỏi là năm đỡ khỏe chưa. Ông nói năm đỡ khỏe chưa. Trời ơi, chế của Toàn thích quá. Tại vì mới có 2 tuổi mấy, 3 tuổi mấy gì thôi. Mà tất cả thấy người ta thấy quan tâm, thấy người ta quan tâm thì đỡ khỏe chưa. Được không ạ? Vậy thì chúng ta cảm thấy con nó trưởng thành không? Các anh chị cảm giác con trưởng thành. Tại 3 tuổi mấy biết quan tâm, biết thấu hiểu gì vậy. Nhưng mà đâu đó cậu khoảng 9-10 tuổi, mười mấy tuổi, thấy người thân bất ổn mà không chạy lại an ủi hay hỏi gì trơn, lơ đãng đi. Thì các anh chị cảm giác sao? Không có còn nói khái niệm đó nữa. Không còn nói nữa. Vậy thì sự trưởng thành của một người có nghĩa là mình xem coi quan niệm của họ nè, quan hệ xã hội, người trưởng thành đó với chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ. Vậy thì đáng lẽ nằm ở tuổi đó, đang ngồi ở dưới ghế nhà trường đang học tập chuyên môn, nhưng mà tự nhiên đâu đó có 13-14 tuổi thôi, có thể phát minh ra một cái gì đó, là đáng lẽ người đó phải ra trường rồi, làm nhiều năm rồi. Thì lúc thời điểm đó sao ạ?
cái người đó nói là người đó trưởng thành trong chuyên môn. Nhưng mà ở tuổi đó 13, 14 tuổi đó, đáng lẽ không xứng đáng có một cái quan niệm đó của một người. Đáng lẽ người đó, những con người có chín chắn như vậy á, là phải ở tuổi 40, 50. Nhưng mà ở tuổi 13, 14 đã có nói rồi. Thì có nghĩa là nói có quan niệm về, có quan niệm chuẩn hơn người bình thường. Còn đa phần những con người có mối quan hệ xã hội sâu dày từ 40, 50 tuổi sâu dày, nhưng mà tự nhiên ở tuổi 20 thì người bạn đó đã có những cái mối quan hệ xã hội đặc biệt rồi. Thì có nghĩa là người đó trưởng thành hơn trong cái mối quan hệ xã hội. Vậy thì nói về sự trưởng thành, chúng ta có thể trong đầu đơn giản hóa nó bằng ba cái. Thứ nhất là quan niệm sống của một con người, quan niệm của một con người. Thứ hai là qua mối quan hệ xã hội của người đó. Thứ ba là chuyên môn. Vậy thì theo các anh chị, chúng ta tham gia vào 21 buổi này, chương trình 21 buổi để nâng tầm nhận thức nội tâm này, thì theo các anh chị, nếu chúng ta thấu suốt hết những gì trong 21 buổi này, thì các anh chị có cảm giác được mình trưởng thành hơn trong quan niệm không? Các anh chị có cảm giác nếu 21 buổi này trôi qua, chúng ta trưởng thành cho hơn trong quan niệm không ạ? Trưởng thành nhiều không? Trưởng thành vượt xa với độ tuổi nhiều không? Mình có thể hiểu cái từ quan niệm đó, đó là nhận thức nè, là cách nghĩ, là thái độ của mình đó. Mình có thể hiểu cái từ quan niệm. Thông thường thì cái từ quan niệm được định nghĩa là cách nghĩ và thái độ của một người là đại diện cho quan niệm của họ. Nhưng mà nếu các anh chị có thể hiểu sâu hơn, có nghĩa là quan nhận thức nè, cách suy nghĩ, cách tư duy và thái độ của người đó là đại diện cho quan niệm của họ. Rồi, ai ở đây cảm giác được học xong các chương trình, tham gia xong cái chương trình này, các anh chị bước ra quan hệ xã hội nó bắt đầu tăng trưởng không? Các anh chị có cảm giác được là tăng trưởng không? Tăng trưởng á. Rồi, chuyên môn nghề nghiệp, các anh chị đang làm bất kỳ cái gì, nếu các anh chị đưa vào cái môn nội tâm của chúng ta, có phải nghề nghiệp của các anh chị nó phát triển lên không? Vậy thì lớp học này nhìn hình tướng thì đơn giản, không có nói cái gì về năng lực cao xa hết, nhưng mà gián tiếp giúp cho các anh chị trưởng thành. Được không ạ? Đây là một cái sự tuyệt quý của lớp học chúng ta. Nên các con á, tham gia vào nhìn hình tướng thì đơn giản, nhưng mà các con sẽ được trưởng thành trong môi trường này. Không làm gì hết trơn nghe, tôi không can thiệp cho các anh chị nghe. Tôi không biết các anh chị làm nghề gì nghe. Nhưng mà đảm bảo khi các anh chị tham gia học tập, thì nếu thấu suốt được những điều này, thì chúng ta trưởng thành là chuyện rất là đơn giản. Cả quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn. Được không? Được không? Thấy đặc biệt không? Nên tại sao chúng ta nói học một lần á, trọn đời chuyển hóa, là bởi vì do đã trưởng thành rồi, không trở thành con người cũ được nữa. Đó là điều đặc biệt của lớp học của chúng ta. Vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm một cái khái niệm nữa các anh chị. Nó được gọi là khái niệm trưởng thành hơn người. Các anh chị ghi giúp tôi. Người trưởng thành hơn người, hay còn gọi là người giàu năng lực. Người trưởng thành hơn người, hay còn gọi là người giàu năng lực, là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ.
người trưởng thành hơn người, hay còn gọi là người giàu năng lực, là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ, phải đồng thời mở ngoặc ra. Đồng thời có nghĩa là quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn đó, đóng ngoặc lại. Đồng thời quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn, đồng thời mở ngoặc, quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn, đóng ngoặc lại. Tiệm cận đến độ tuổi của người thành công, tiệm cận đến độ tuổi của người thành công, tiệm cận đến độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận. Đồng thời tiệm cận đến độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận. Ý nghĩa là sao? Toàn xin phép ha. Toàn xin phép lý giải cái câu nói cái này một cái. Anh chị ghi vô giúp Toàn cái đi ha. Người trưởng thành hơn người, hay còn gọi là người giàu năng lực, là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ. Đồng thời, quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn tiệm cận đến độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận. Bối cảnh xã hội công nhận. Rồi. Toàn hình dung cho các anh chị ha. Toàn xin phép ha. Ngày xưa, trong thời xưa, nhiều năm trước, nhiều, thì tuổi thọ trung bình của một con người á, các anh chị thấy là tuổi thọ trung bình của mọi người á, thấp đi. Tuổi thọ trung bình của ông bà mình ngày xưa chắc Toàn nghĩ chắc vài ngàn năm trước á, là lay quay chắc cũng khoảng cỡ 40 mấy 50. Các anh chị nắm được ý này, là sau thời gian thời bình thì người ta cho tuổi thọ con người là 60. Nên có những bài hát là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Thì nên là người ta đang định vị những giai đoạn khác nhau thì định vị tuổi thọ con người khác nhau. Nên ông bà mình ngày xưa tuổi đời tầm 40 tuổi là cảm thấy là chưa có cháu á, chưa có con cháu, là hầu như là đã yếu, đã 40 bốn mấy tuổi là đã phải có con cháu rồi. Thì họ cảm giác được khi tuổi 20 á, mà không làm nên được đại nghiệp gì đó thì cảm giác được mình đã lỡ cái số tuổi. Anh chị nắm ý Toàn nói không? Rồi qua thời gian xã hội, tuổi thọ trung bình của xã hội tăng trưởng lên, thì bây giờ tuổi 80, tuổi 90, các anh chị cảm thấy bây giờ cá nhân của mình nè, sống tới việc 80 tuổi là thấy nó bình thường không? Sống 70 mấy tuổi là chuyện rất là bình thường. Có ai cảm nhận việc mình sống 70 mấy tuổi là chuyện rất là bình thường không? Sống tới tuổi 90 cũng bình thường luôn. Các anh chị có cảm giác không? Nên á, cứ như vậy mà chia phân nữa thì chúng ta cảm giác được xã hội những con người cỡ 40 mấy tuổi, 50 tuổi thì xã hội này mới bắt đầu định hướng đến sự thành công. Các anh chị hiểu cái cách của Toàn vừa mới nói không ạ? Nè, khi mà toàn bộ xã hội định hướng tuổi thọ tầm khoảng 40 tuổi là hầu như người ta đã đi rồi, già, không còn làm được nhiều điều, thì con người sẽ tự khắc như sao? Tự khắc cho rằng tuổi 20 phải làm nên sự nghiệp, làm nên tất cả mọi cái phải thành công mới được. Sau này tuổi 60 đi, thì tuổi 30 là mới cứng cáp, lúc đó các lãnh đạo đồ này kia là hầu như ở tuổi 30 là lãnh đạo. Thì từ từ tuổi thọ con người mình cao lên,
và định vị xã hội là tuổi 80, tuổi 90, bây giờ bắt đầu từ từ tuổi thọ 100. Thì sự thành công tột đỉnh của xã hội bây giờ á, người ta định vị xã hội lại là ở tuổi 50 là con người thành công. Và toàn thấy, toàn có tìm hiểu về bối cảnh xã hội nhiều năm tháng thì toàn quan sát lại thì xã hội hiện nay á, là một xã hội mà định vị có khoảng cỡ tuổi 50, 45, 50 là độ chứng chắn và độ chững chạc cũng như thành công trong cuộc sống. Vài người đang là xã hội này ở tuổi 50 là vừa có sức khỏe tương đối mà lại vừa có độ chín. Được chưa? Các anh chị nắm được ý này không? Vậy thì mình bắt đầu mình xét một người trưởng thành hơn người nè. Một người trưởng thành hơn người thì các anh chị hình dung xã hội hiện tại thì cho phép chúng ta từ 0 nè đến 30 tuổi là tập trung vào chuyên môn nghề nghiệp mà chúng ta sao ạ? Chúng ta theo đuổi. 30 tới bữa 40 thì giai đoạn này là giai đoạn tập trung vào quan hệ xã hội. Và 40 tới 50 tuổi thì giai đoạn này tập trung vào phát triển quan niệm. Nên là một con người ở xã hội hiện tại họ hơn 50 tuổi thì mới gọi là tuổi trưởng thành. Hơn 50 tuổi thì mới là trưởng thành. Hơn 50 tuổi là tuổi trưởng thành ở bối cảnh xã hội quy định. Hiện tại thì bối cảnh xã hội thì hiện nay các thầy cô, các chuyên gia người ta dự đoán là nằm ở tuổi 50 thì mới đủ chữ chứng chắn. Được không? Nắm ý này không? Ai mà cảm giác mình sống 80 tuổi thì cảm giác được là nên 40 tuổi nên thành tựu. Còn cảm giác được mình sống được 100 tuổi thì 50 tuổi là trưởng thành là vừa. Còn ai mà cảm giác mà mình sống 120 tuổi thì đợi 60 tuổi hay trưởng thành. 60 tuổi là đính đúng cái độ tuổi trưởng thành. Ha, nắm không? Nắm ý này ha. Còn nếu ai cảm thấy sống được 140 tuổi thì đợi 70 tuổi hay bắt đầu. 140 tuổi thì đợi. Rồi, thì mình cho phép mình quy định hiện nay là tuổi thọ con người quy định 100 tuổi nha. Coi như mình xác định 100 tuổi đi. Thì tới tuổi 50 thì mới chín chắn được hoàn toàn cái quan niệm. Được không? Nắm ý này. Vậy thì bối cảnh xã hội chung quy định gì thôi. Rồi bây giờ, vậy thì đặt ra câu hỏi là người trưởng thành hơn người là sao? Người trưởng thành hơn người là sao? Là người có chuyên môn, có quan hệ xã hội và có quan niệm vượt xa so với độ tuổi của họ, đồng thời sao ạ? Đồng thời tiệm cận với người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận. Được chưa? Vậy thì ai ở đây có ai dưới tuổi 25 mà có mặt ở đây học tập không các anh chị? Có thể giơ tay cho Toàn làm quen được không? Hoặc là Hoàng Hải, con còn ngồi đó, con còn học không? Hoàng Hải đây. À, mới nhắc con, năm nay con, hôm trước con nói với thầy là con 12 tuổi ha Hoàng Hải? Dạ vâng, năm nay con 12 tuổi. Vậy thì mình định nghĩa Hoàng Hải khi nào thì Hoàng Hải được gọi là trưởng thành hơn người các anh chị? Quên đi thầy hả? Em mới 20 tuổi hả? Rồi, Hoàng Hải năm nay con 12 tuổi đúng không con? Dạ. Vậy thì theo định nghĩa lúc nãy thì con hiểu được cái khái niệm như thế nào là trưởng thành hơn người không?
Dạ, theo cái khái niệm hồi nãy thì chính thân con người mình à. Sẽ có chuyên môn về xã hội và quan niệm số con người không? À, vậy thì con mong muốn cái cuộc sống của con thành công như mặt bằng chung của người trong xã hội á, từ tuổi 50 trở lên á, thì con muốn cuộc sống của con thành công, cuộc sống của con tốt đẹp là ở tuổi bao nhiêu? Năm nay con 12 nè. Con muốn thành công ở tuổi... Con muốn ở tuổi bao nhiêu thì con thành công, con cảm thấy con muốn có cuộc sống á của những người thành công mà xã hội đó, bối cảnh xã hội quy định hiện nay là tuổi thành công là khoảng tuổi 50. Nhưng con đừng quan tâm tuổi. Con muốn cuộc sống của con thật sự đủ đầy mọi cái tốt đẹp á, thì tuổi bao nhiêu thì con mong muốn cái đó. Con muốn mình được hưởng thụ cái giá trị đó đó ở tuổi bao nhiêu? Dạ con muốn ở tuổi 25. 25. Vậy thì 25 tuổi con kỳ vọng. Vậy thì lấy 25 trừ cho 12 thì ra con số là nhiều con? Dạ 25 trừ 12 là nhiều. 13. 13 năm. Vâng. Vậy thì 13 năm nữa con kỳ vọng có cuộc sống. 13 năm nữa là con kỳ vọng có cuộc sống tốt đẹp. Mà xã hội hiện tại người ta quy định á, là thầy, các thầy cô ước lượng là khoảng tuổi 50. Vậy thì làm sao ở tuổi 25 mà con có cuộc sống đó? Trừ khi quan niệm của con ở tuổi 25 á, tương ứng với người ở tuổi 50 mà thành công. Con hiểu ý thầy vừa chia sẻ? Dạ con hiểu. Chuyên quan hệ xã hội của con ở tuổi 25 mà tương ứng với những người tuổi 50 thành công, và chuyên môn nghề nghiệp của con ở tuổi 25 thì sao ạ? Tương ứng với tuổi 50 thành công. Nên con can là từ 12 tuổi lấy 50 trừ 12 thì bao nhiêu năm nữa con trai? Dạ con tầm 38 năm. Ừ, vậy thì thay vì 38 năm nữa thì con mới có cuộc sống như mong muốn. Nếu con phát triển theo lộ trình bình thường, con trưởng thành đúng tiến độ nha, đó là sau tuổi 30 là đỉnh của chuyên môn, sau tuổi 40 là đỉnh của quan hệ xã hội, sau tuổi 50 là đỉnh của quan niệm, là con tiến độ bình thường của một người bình thường. Được chưa? Vậy thì con phải học tập. Con nén lại, nếu con muốn thành công ở tuổi 25 thì không có cách nào ngoài 38 năm này. Con nén lại còn 13 năm thôi. Trong 13 năm này, con phải làm sao có quan niệm chuẩn như những người thành công ở tuổi 50. Chuyên môn cũng vậy và quan hệ xã hội cũng vậy. Thì con mở rộng sức học tập của mình trong 13 năm này. Làm sao để có sự trưởng thành hơn người trong 13 năm này. Tuổi thơ thì vẫn giữ bình thường thôi, nhưng mà con phát triển thêm quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn của con, để trong 13 năm này con trưởng thành hơn trong quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn. Thì sức học tập của 38 năm con nén còn 13 năm. Năm thầy nhận được cái quan niệm này á con, là năm thầy 26 tuổi. Thầy 26 tuổi là thầy nhận được khái niệm này, và thầy có một quyết tâm rất lớn, đó là thầy trưởng thành hơn người. Thì thầy định vị ở tuổi 35 là thầy phải có cuộc sống của những người ở tuổi 50 trở lên, quan niệm sống những người 50 trở lên, quan hệ xã hội có chiều sâu và rộng như những người 50 trở lên, và chuyên môn nghề nghiệp cũng có chiều sâu và chiều rộng như những người 50 trở lên. Bắt đầu thầy nỗ lực, thầy phước báo cho thầy thì khoảng 7 năm á, là 7 năm, khoảng ở tuổi 33 thôi, 32, 33 là toàn 7 năm thầy nén lại. Thầy 7 năm thầy bắt đầu thầy trưởng thành. Con hiểu ý thầy nói không? Dạ con hiểu. Vậy thì 13 năm này con sẽ tập trung vào sự trưởng thành hơn người của mình.
Tại vì ở tuổi 25 mà con có được, nó nguyên tắc của xã hội như thế này nè Hải à. Đó là cùng một lứa tuổi như nhau thì người ta sẽ đại diện cho chọn những con người trưởng thành hơn để dẫn dắt nhóm tuổi đó và trở xuống. Ví dụ như mặt bằng chung hết trơn như nhau, mình không lấy mình cạnh tranh quá nhiều đối với những người thành tựu ở trên. Nhưng mà nếu mà có 100 bạn nhỏ cùng tuổi với nhau thì mình ta, người ta chọn để đưa vị trí nào để dẫn dắt thì theo con chọn người trưởng thành hay chọn người không trưởng thành? Dạ, chọn người trưởng thành. Chọn người trưởng thành. Vậy thì con chỉ cần trưởng thành hơn trong quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn con vượt hơn thì người ta sẽ nhìn vào đó đưa con vị trí lên lãnh đạo của cái nhóm đó. Được chưa? Vậy thì nếu xã hội nói chung thì ở tuổi của con tuổi 12, ở tuổi 25 là người ta mới ra trường đại học thôi. Nhưng con đã có quan niệm như những người 5, 6, 70 tuổi, quan hệ xã hội có chiều sâu, chiều rộng rồi, và chuyên môn cũng như vậy rồi, thì con vừa ra trường đại học thì người ta sẽ cân nhắc con lãnh đạo cho thế hệ sau. Hiểu ý này không? Nó có hiểu. Vậy thì con không cần trưởng thành cao xa, trưởng thành hơn người ta một bước là con đã đi trước người ta. Nhưng nếu con trưởng thành hơn người thì con đi trước người ta ít nhất 30-40 năm. Dạ. Nắm được ý này không? Dạ, không nắm. Ví dụ như bây giờ nè, năm nay thầy sinh năm 1984, tuổi Quyết thì thầy 20 tuổi thôi. Nhưng nếu tuổi bây giờ thì thầy bao nhiêu? Con có thể trừ cấn ha. 1984. À, có 39 tuổi đi. Nếu thầy có khoảng 90 tuổi thầy mới bước lên đây ngồi nói chuyện thì con thấy bình thường không? 8-90 tuổi nói về những điều này thầy con cảm giác như sao? 8-90 tuổi thì con thấy có bình thường. Con thấy như sao? Con thấy bình thường. Thấy bình thường. Nhưng mà ở tuổi 30, cỡ khoảng 8 năm trước, 9 năm trước, ở tuổi khoảng cỡ 30, 31, 32 tuổi thì thầy đã nói những điều này rồi, thì người ta cảm nhận được thầy là người trưởng thành hơn người. Con hiểu ý này không? Hả? Các anh chị nắm không ạ? Các anh chị nắm ý này không các anh chị? Vậy thì khi trưởng thành hơn người có một lợi thế là gì con biết không? Con sẽ sớm có cái cuộc sống sao ạ? Tốt hơn. Tốt hơn. Tại vì thông thường á, mình phải mất tới khoảng cỡ 40 năm tới 60 năm là con phải nỗ lực phấn đấu cuộc đời. Sau đó còn lại có 10, 20 năm gì đó, tới 80 tuổi, 90 tuổi, còn 20 năm con bắt đầu con trải nghiệm cái cuộc sống thoải mái. Nếu con trưởng thành hơn người, con ở tuổi 3-25 mà con đã có nhiều cái thành tựu rồi, thì từ đó trong phần đời còn lại là con cống hiến gánh vác cho đi xã hội thôi, chứ không phải đi kiếm miếng ăn nữa. Ý thầy nói con hiểu không? Dạ, hiểu. Nè, nếu bây giờ con nhìn lại cái cuộc sống của những người xung quanh, con thấy bươn chải tới cuộc sống 60, 50, 60, sau đó mới bắt đầu ổn định cuộc sống rồi mới bắt đầu về hưu, thì đáng lẽ tuổi đó bán lẽ phải cho đi xã hội, nhưng mà lúc đó sức khỏe có vấn đề và mọi cái không còn ý chí để làm cho cuộc sống xã hội nữa. Nếu con trưởng thành hơn người ở tuổi 25, 30, 40 thì từ đó trở sau trong phần đời còn lại 30-40 năm, con sẽ cống hiến gánh vác làm những giá trị thực sự cho xã hội, chứ không phải ngồi đó lăn tăn kiếm miếng ăn nữa. Hiểu không? Hiểu ý này không? Nên việc mình phấn đấu trở thành trưởng thành hơn người rất có giá trị cho xã hội, bởi vì lúc đó mình không có còn ngồi đó kiếm miếng ăn. Con ở tuổi 25, bạn bè nó đang tranh giành miếng ăn trong xã hội, thì con đã sao ạ? Tạo giá trị lớn của xã hội này, và con nghĩ đến cái chuyện phụng sự cho đi quốc gia này, cái điều gì vậy? Dạ,
Và khi thầy được chuyển giao quan niệm này, trong vòng 7 năm, 9 năm, thầy mới bắt đầu tư duy là làm sao, làm điều gì cho xã hội này, cho quốc gia này, cho đất nước mà mình nợ ân tình của đất nước mà. Nên thầy bắt đầu thầy làm từng bước nhờ về cái giáo dục này. Thì thay vì ở tuổi này có nhiều người phải bôn ba kiếm miếng ăn, thì thầy chuyển qua một cái tâm thái là cống hiến gánh vác, làm cái giá trị. Nhưng không phải thầy thiếu miếng ăn. Hiểu ý này không ạ? À, vậy thôi, ý nghĩa gì đó. Chứ không phải ngồi đó mình trưởng thành hơn người để làm điều gì cao xa hết, mà mình gớt gảnh thời gian hơn người khác vài chục năm, để thay vì người ta đang ngồi đó kiếm miếng ăn từng ngày từng tháng để người ta làm gì đó, thì với một cái quan niệm quan hệ xã hội và chuyên môn của mình thì mình đã có miếng ăn rồi, sau đó mình mới lấy cái đó mình cống hiến và mình tạo giá trị của xã hội, chứ không phải mình ngồi đó mà mình kiếm miếng ăn nữa. Nên thế hệ của mấy con á, càng trưởng thành hơn người thì thầy càng biết ơn. Bởi vì thế hệ của mấy con tới tuổi 25-30 phải nghĩ làm cái gì vĩ đại cho đất nước này, chứ không phải ngồi đó người lăn tăn nữa. Yeah. Hiểu ý này không ạ? À? Tại vì tới 13 năm sau, con biết xã hội này chuyển hóa ở mức độ nào, thì ở 13 năm sau là con đã làm được nhiều điều cho xã hội, nếu ngay từ khi phút này con định vị mình trưởng thành hơn người. Cũng không có gì được gọi là mất tuổi thơ, tại vì người có quan niệm chuẩn mà, thì ở lứa tuổi nào thì mình có quan niệm đó thôi, mình trưởng thành hơn một số cái quan niệm của xã hội một chút xíu, được không? Yeah. Vậy thì ngày xưa khi thầy nhận được giá trị này nè, thầy quyết tâm trong 9 năm, nhưng phước báo của thầy thì 3, 4, 5, 7 năm là thầy cảm giác được là thầy bắt đầu chuyển dịch cái tâm thái của mình qua cái sự phụng sự, cống hiến, gánh vác, làm nhiều điều cho xã hội à. Chứ nó không phải để mình mất quá nhiều thời gian để mình làm. Được không? Dạ. Dám không? Dám dũng khí cùng với thầy trưởng thành hơn người, để sau đó có nhiều năm phụng sự cho xã hội, cho quốc gia này không? Dạ có. Chúc mừng con. Còn cái chuyện gia đình mình với bản thân mình có miếng ăn là chuyện bình thường, tại vì mình làm trưởng thành mà. Mình đâu phải khờ, mình không biết làm ăn kinh doanh hay là không biết chuyên môn gì đâu. Dạ. Được không? Thì dạ. Ngày xưa phước báo của thầy có là năm thầy 26 tuổi á, thầy chăn trở nhiều năm tháng nhưng không có khái niệm, cũng không biết cụ thể mình nên trưởng thành cái điều gì. Thì cuối cùng thì các thầy cô chuyển giao cho thầy cái này. Thì thầy quyết tâm 9 năm, nhưng không ngờ là dưới 7 năm thì thầy đã thay đổi hệ thống quan niệm rồi. Lúc đó phải nghĩ cái điều gì phụng sự cho quốc gia, cho đất nước rồi này kia. Chứ nó không còn chạm hàng ngày mình lăn tăng kiếm miếng ăn đơn thuần. Nhưng không phải mình không kiếm miếng ăn, và bây giờ thầy cũng đang kiếm miếng ăn. Nhưng cái tâm của mình lúc kiếm miếng ăn nó khác với ngày xưa. Ngày xưa là tranh giành miếng ăn để kiếm làm sao có được nhiều tài chính hay là có cuộc sống tốt đẹp cho cá nhân, cho gia đình. Nhưng mà bây giờ thuận duyên thì làm tốt điều cho xã hội, rồi thuận duyên mình có cuộc sống tốt đẹp. Được không? Được. Con hiểu quan niệm của người trưởng thành hơn người không? Hiểu. Vậy thì đất nước này không cần nhiều người trưởng thành hơn người. Nhưng mà nếu thiệt là nhiều người trưởng thành hơn người thì sao? Xã hội sẽ dịch chuyển theo một cái mới. Và đợi thế hệ của các con á, thầy tâm huyết cái thế hệ của các con lắm. Trong vòng 10-20 năm nữa, các con ở tuổi 20-30 thôi là các con lãnh đạo quốc gia rồi, đứng trọng yếu trong các ngành quan trọng của đất nước. Và lúc đó là chỉ có phụng sự phát triển cho đất nước thôi, chứ không còn ngồi đó lăn tăn mà kiếm miếng ăn đơn thuần nữa. Tại vì của con bây giờ, cuộc sống con đâu phải ngồi đó kiếm miếng ăn như thầy. Thầy là từ nhỏ kiếm miếng ăn, lăn tăn nghèo khó khăn thì thôi. Còn mấy con của thầy cũng vậy, bây giờ đâu ngồi đó mà đi học vừa đi làm nữa, học rồi có trình độ, có này có kia à, nhưng mà mình không có trưởng thành hơn người thì cuối cùng thì có dù trong nuôi dưỡng, trong có điều kiện tốt như thế nào, nếu không phấn đấu trưởng thành hơn người cũng không có tạo được giá trị cao cho xã hội. Được, được không con? Dạ được.
dám dũng khí trưởng thành hơn người không? Dạ có. Chúc mừng con nha. Nhưng mà nếu con trai á có một cái bám sát cái môi trường của Quýt một chút, tại vì mẹ là mentor, thì thầy nghĩ chắc không đầy 10 năm nữa con. Không tới 10 năm là con trưởng thành, ở tuổi 20 là trưởng thành hơn người. Dạ. Ở tuổi 20. Tại vì tại sao phải uổng phí thời gian nhiều quá vậy? Trong khi đó con đường của thầy đi á, nó như thế này nè, con nhớ lại cái hình này nè. Giống như một có một cái núi ha. Có một người trên đây. Thì con ví dụ như con đứng ở bất kỳ ngọn núi nào đi, con đứng dưới đây cái con xuống núi đây, con mong muốn đi qua cái ngọn núi này. Tại nếu mà có một người ở trên đỉnh núi này người ta xuống hang, người ta dắt tay mình lên trên núi này, người ta dắt mình đi trên lên núi này, và họ lấp hết tất cả những cái hố ở đây. Ngày xưa họ đi bao nhiêu ngày họ không, con không quan tâm, họ dọn một cái con đường rất đẹp lại để cho con đi, thì theo con thì lên đỉnh núi này nhanh hơn không? Nếu mà họ xuống dẫn tay mình đi. Yeah. Vậy thì cái con đường của thầy đi mất 7 năm, 9 năm. Thì con thầy đi tới thời điểm này là 13 năm hơn từ khi thầy hiểu về sự trưởng thành. Thì tại sao con phải mất 13 năm giống như thầy? Năm thầy 26 thì năm nay 39, nếu tính tuổi theo ngày sinh thì 13 năm thầy mới tới đây. Thì con hoàn toàn có thể rút ngắn lại còn có khoảng vài năm là con đã tương đối trưởng thành. Dĩ nhiên có nhiều cái độ chín thì cần thời gian, cần thời gian nhiều cái. Nhưng mà về trí tuệ con có thể khai mở nè, tâm thái, nhân cách, phẩm chất con có thể bồi dưỡng trước hết. Năng lực thì từ từ mở ra về chuyên môn, quan hệ xã hội dần từng bước. Thì khi con đã trưởng thành như vậy rồi, bùng cái một thì con có thể rút ngắn được thời gian hơn thầy nhiều lắm. Dạ. Hiểu không? Dạ, con hiểu. Chắc tầm thầy nghĩ không đầy 10 năm thì cái độ chính của con người con đủ. Thì bây giờ con rèn luyện thể chất nè, để cho sức khỏe. Tuổi 20 ngày xưa của thầy sức khỏe cũng tương đối tốt, nhưng mà thầy sức khỏe tốt thể, nhưng mà thể chất nó không hoàn hảo. Lúc đó thầy có 49 kg, thì thể chất cũng chưa có hoàn hảo về thể chất. À, rồi nhiều khi về phẩm chất, nhân cách đồ này kia mình cũng không có tập trung vào bồi dưỡng. Ngày xưa cũng không biết khái niệm trí tuệ là gì, nên cũng không có khai mở được một nó. Tâm thái thì trân trọng biết ơn cũng có, nhưng mà sự quán trách nó cũng hiện hữu. Bao dung cho con người thì lựa người. Thì nên cuối cùng cái sự quân tập, huyên tập, đồng hành, bạn đồng hành trong quá trình bước đi, nó cũng có kén chọn con người. Thì cuối cùng ở tuổi 26 khi thầy ra trường, thì các thầy cô chỉ điểm này, thì thầy mới quyết tâm làm sao trưởng thành hơn người. Thì lúc đó thầy mới luân chuyển lại được. Dạ. Thì đối với con thì chắc nó nhanh hơn. Rồi, thôi. Chuyển giao cho con cái khái niệm trưởng thành hơn người đó. Tại vì thầy quan sát con cũng tương đối trưởng thành đó. Thích lắm hả? Thích cái môn này lắm hả? Dạ, con thích. Hay quá ha. Hổm gài có chia sẻ cho bạn bè không? Dạ không, con nghĩ hè mất tiêu rồi. Hè mất tiêu hả? Dạ. Ừ. Không sao, hè này mình luyện võ công, tới khi vô hè mình trưởng thành. Nhưng mà mình trưởng thành chứ không phải mình vô mình dạy đời mấy bạn bè nghe con. Dạ. Con hiểu khái niệm trưởng thành với dạy đời không? Dạ, hiểu. Tại vì mình biết nhiều, nhưng mà mình từ tốn từng bước mình dẫn dắt hỗ trợ mấy bạn bè. Giống như bạn bè quán trách gia đình thì mình phân tích ra được, cũng nên đừng có nên quán trách, tại vì mày hiển nhiên rồi, nói cho con
những người đó hiểu, mình không có dạy người ta, nhưng mà mình lấy bản thân của mình ra làm nền tảng để dẫn dắt mấy bạn trưởng thành giống như mình, chứ không phải mình dạy mấy bạn. Con mà vừa dạy mấy bạn có nghĩa là mình cũng chưa trưởng thành. Tới thời điểm này thầy không có tư cách dạy con thầy mà. Thầy chỉ có đi tới rồi dẫn dắt con theo từ từ thôi, chứ thầy không có dám nói cầu thầy dạy con á. Và thầy không nói bất kỳ cái điều gì với vợ thầy, không có tư cách để ngồi đó nói với vợ thầy, dạy bảo vợ thầy. Và ngay ngồi ở đây thì thầy xưng thầy là đối với con thôi, tại vì không có xưng chú hay này kia thì nó kỳ đối với con thôi, chứ thầy chưa ai xưng ai là thầy đối với bất kỳ người nào tuổi tương đương với thầy với lớn hơn chứ. Thầy cũng không có tư cách để dạy luôn. Thầy chỉ chia sẻ hỗ trợ cho mọi người thấu suốt một cái gì đó mà thầy đã được chuyển giao từ các thầy cô thôi. Yeah. Nên nếu thật sự trưởng thành trong quan niệm là mình biết cái đó. Được ha. Dạ. Yeah. Biết ơn con trai. Dạ. Yeah. Không biết ơn thầy đã chuyển giao lại cho con. Dạ. Yeah. Đỡ mất thời gian hơn nhiều lắm các anh chị. Tại vì thời gian mà mình trưởng thành hơn người á, cái thời gian đó mình không còn lăn tăn nữa. Cũng cùng một lúc đi kiếm miếng ăn, nhưng cái tâm thái của người kiếm miếng ăn, của người trưởng thành hơn người á, nó khác với cái người kiếm miếng ăn là dành miếng ăn thật sự. Còn trưởng thành đó là mình vẫn kiếm miếng ăn để mình làm, nhưng mà cái tâm niệm của mình nó khác hơn ngày xưa. Nắm không các anh chị? Các anh chị nắm ý này không ạ? Nên mình đừng có oan uổng cái thời gian quá. Thời gian của mình mở rộng sức học tập để trưởng thành hơn người trong vòng 3 năm đổ lại. Con trai mới tuổi 12 nên toàn không có dám nói với con ở tuổi 3 năm đổ lại. Nhưng các anh chị đã tuổi trưởng thành từ 18 tuổi trở lên thì phải quyết tâm trong 3 năm đổ lại trưởng thành hơn người. Để làm chi? Trong phần đời còn lại từ cái ngày mình trưởng thành hơn người á, mọi việc làm của mình nó khác tâm niệm lắm. Nó không có còn ngồi đó lăn tăn, ngồi đó mà mình tranh giành cái điều gì cao xa nữa. Vẫn làm như bình thường, không hình tướng, không ai biết mình đang làm cái gì hết. Cũng thấy mình làm kinh doanh, kinh tế, sống cuộc sống hôn nhân. À, nhưng mà cái khái niệm mình làm á, lúc đó nó khác, cái tâm thái mình làm nó khác. Nó cũng đơn giản, không khác gì hết trơn, nhưng nó khác về tâm niệm. Ba năm là mình làm việc khác. Ba năm là mình phấn đấu trưởng thành hơn người là nó khác. Còn khoảng 3 năm. Còn quan sát lại những gì Quýt đang tạo ra thì các anh chị học tập khoảng 3 năm. Quýt đang tạo mọi điều kiện cho các anh chị học tập với một cái phí tùy tâm, vừa gieo duyên cho chúng ta học tập tốt, vừa cho các anh chị vừa học tập mà vừa kích tạo công đức phước đức một phần nào đó thông qua phí tùy tâm, để cho chúng ta vừa học tập nó có thông tin rồi còn kích hoạt luôn được nguồn năng lượng của mình nữa, tại vì gieo duyên cho các khóa sau phát triển và tạo ra nguồn lực của xã hội, cống hiến gánh vác cho xã hội thì tạo điều kiện đó. Nên là các anh chị học 3 năm về chi phí học tập nó vừa thấp, nhưng mà chúng ta tài chính đó nó lại tạo ra được một cái sức bật rất lớn. Rồi các anh chị lại giúp đỡ những người khác tham gia trưởng thành nữa. Thì về phước báo chúng ta có công đức, nếu may mắn cho một số người khai mở được trí tuệ tầng bậc 3 thì thuận duyên có công đức nữa, thì tốc độ trưởng thành chúng ta nó nhanh hơn bình thường lắm. 3 năm nhưng tương ứng với những người khác có khoảng 30 năm không chừng. 3 năm tương ứng với 30 năm, 50 năm. Khoảng 3 năm trưởng thành hơn người, lúc đó từng tế bào nó thấm cái quan niệm về
điện nó thấm quan niệm. Một năm là 98, hơn 98% tế bào thai mới. Thai mới 3 lần là tự nhiên con người mình nó trở thành con người khác biệt lắm. Ai mà gặp Toàn 2-3 năm trước giờ Toàn cũng khác. Nó khác biệt. Từ giọng nói rồi mọi cái nó cũng khác hơn trước đây. Về hình tướng cũng khác. Khác lắm các anh chị. Nó đặc biệt lắm. Nên chương trình của Quyết thiết kế cho các anh chị để trưởng thành hơn người, chứ không phải thiết kế cho các anh chị học tập đơn thuần. Chương trình của Quyết á, hỗ trợ cho các anh chị thiết kế để cho các anh chị trưởng thành hơn người á. Dạ. Đầu tiên chúng ta bắt đầu trưởng thành trong quan niệm. Các anh chị tham gia vào mentor, các anh chị đều tạo điều kiện kết nối mối quan hệ, nâng cấp mối quan hệ xã hội. Cái từng bước, cái sau đó, cái trong cộng đồng á, cái giúp đỡ cho các anh chị phát triển hơn trong chuyên môn nghề nghiệp. Cái từ từ, cái tự nhiên vài năm thôi. Là các anh chị chính đủ cái độ chính để phát triển. Dạ. Rồi sau đó các anh chị cứ trưởng thành đi. Còn khoảng vài năm nữa cái Toàn vận hành cái Quyết Kiếp, thì tự khắc các con bắt đầu từng bước theo dõi các con trưởng thành. Thì sau này các con chỉ cần ở tuổi 20 mà tụi con trưởng thành hơn người rồi, thì còn khoảng 40 năm, 60 năm còn lại con tạo giá trị xã hội, thì các anh chị biết đất nước nó chuyển mình được lắm. Khi một người trưởng thành hơn người rồi, cái tầm nhìn của họ nó lại khác đi. Cũng miếng ăn cùng kiếm, nhưng mà cái tâm thế nó khác. Và may mắn phước báo là chúng ta được chuyển giao quan niệm này. Dạ. Môi trường, tại vì Toàn đi tìm kiếm môi trường trưởng thành mà các anh chị, nên Toàn hiểu được đạo lý này. Toàn tìm kiếm được sự trưởng thành, nhưng trong nhiều năm môn ba đó, chứ không phải giỡn à. Không phải ngồi ở chỗ suy nghĩ nha. Toàn đi học không đó. Nhưng mà học tập nhưng còn có nhiều cách lắm. Để trưởng thành, tìm kiếm một môi trường trưởng thành hơn người mà. Nên cuối cùng á, Toàn phát hiện ra không có. Thì Toàn được giáo dục, nếu không có thì mình tạo ra. Nên Toàn suốt nhiều năm qua Toàn tạo môi trường đó chứ. Không có một môi trường nào cho trưởng thành, tại vì con của Toàn cũng cần trưởng thành hơn người. Những người xung quanh của Toàn cũng cần trưởng thành hơn người, thì thôi. Mình quay trở ngược lại, mình tạo môi trường trưởng thành hơn người đi. Nên vào Quyết các anh chị không phải chỉ học nội tâm. Tự nhiên các anh chị quay qua học sức khỏe nè. Các anh chị học có sắc đẹp. Các anh chị học tư duy. Các anh chị học nhiều cái lắm. Tiếng Anh rồi nữa. Hè này các anh chị biết là chương trình của bên Quyết á, là làm một cái chương trình phát triển, một chương trình 2 tháng hè cho con, một cái chương trình tiếng Anh. Tiếng Anh đặc biệt này, đợt này cho con. Cũng phí tùy tâm thôi. Cũng phí tùy tâm hỗ trợ thôi. Nhưng mà đợt này hè là làm một cái chương trình cũng đặc biệt cho con á. Các con á. Cho các con học về, học không phải học tiếng Anh không đâu nghe. Các con vô học, các con hiểu luôn cái tâm thức, nội tâm. Dạ. 2 tháng hè cho con lớp online. Coi chừng chuẩn bị mở rồi đó. Cái cô Mai với thầy Được mới bàn với Toàn ngày sáng. Thầy Toàn nói là mở ra được cho các con hè này online. 2 tháng này làm cho con bắt nhịp phát triển cái tiếng Anh đó. Có link chưa thì em chưa nắm, tại thầy mời thầy Được với cô Mai mới xin ý kiến Toàn ngày sáng. Thì sẽ làm cái chương trình cho các con. Hè này cũng
mở khớp cho các con yoga kit cũng có mở nè. Đó, từng bước đó, từng bước các anh chị cho Toàn cái thời gian, Toàn sẽ làm từ từ cho các bạn nhỏ trước tiếp cận trước. Nhưng mà cái sâu sắc nhất mình làm ở đây nè, trưởng thành hơn người cho các con, chứ không phải học tiếng Anh hay là học mở khớp hay yoga, không phải học cái đó. Ở đâu cũng có thể có hết á. Nhưng mà quan trọng nhất tập trung vào sự trưởng thành cho con á mới quan trọng, trưởng thành hơn người của con. Rồi từ từ để Toàn thể nghiệm một số cái chương trình của trẻ em. Thì các thầy cô đang phụ trách bên trẻ em đó đang làm, thì từ từ thì có những cái chương trình nội tâm cho trẻ. Thì từng bước nhưng các trẻ vô vui vẻ lắm. Cái sự chuyển hóa của các trẻ cũng không phải bình thường nha. Thấu hiểu về nội tâm hơn mình nhiều lắm á. Đang làm từng bước. Bơi thì chắc hiện tại đang dành cho người lớn, chưa tập trung vô cho trẻ. Toàn đang cân nhắc cái chuyện mà có trung tâm để bơi cho các anh chị nữa, thì đang từng bước cho các con. Vận động thì giờ hiện nay cái quan trọng không phải nằm ở bơi, mà cho có con nội tâm bên trong á. Tại vì con chỉ cần học được một môn kỹ năng thì mọi môn kỹ năng khác con phát triển được do bên trong của con á. Chứ không phải là bữa hôm nay thì học bơi, hôm đó học chạy, mà là con ứng dụng được trong bơi, học bơi thì con ứng dụng được chạy, học chạy con ứng dụng được cái khác. Thì cái đó mới là quan trọng. Dạ. Nhưng mà các anh chị thông cảm cho Toàn là Toàn chỉ làm cho các con ở trong môi trường mà ba mẹ đã thấu hiểu được cái này, thấu hiểu được cái nội tâm để đồng hành cùng con, cho nên vào toàn diện, chứ Toàn không có làm đại trà xã hội, không có tham gia đại trà xã hội cái này trong cái giai đoạn này. Dạ. Có chương trình dành cho trẻ nhưng hiện tại chưa. Toàn đang thể nghiệm cái chương trình cho mấy bạn đang làm chương trình đó. Rồi Toàn phải test lại chương trình hoàn thiện thì mới được, mới dám công bố là có cho trẻ hay không. Còn hiện tại chưa, mới làm. Có một số anh chị hỏi có chương trình nội tâm tiếng Trung không hả? Hiện tại chưa. Tại vì cái chương trình Zoom của mình á, hiện tại người Việt ở Trung Quốc không có đón nhận được cái này, nên họ không, chưa có người Trung Quốc nào, người Việt ở Trung Quốc mà học cao chân, học vô chân. Có người ở Đài Loan thì có một số anh chị cũng đang làm, một số anh chị đang làm nhưng mà chưa có mạnh. Các anh chị ở Đài Loan chưa có mạnh để có thể mở ra tiếng Trung. Tất cả chương trình tiếng Anh đều đưa lên cái tổ chức đào tạo hết đó các anh chị theo dõi. Dạ. Thôi, gần 10:30 á. Biết ơn cả nhà, các anh chị có biết là 10:30 chưa? Nhìn lại giờ một cái ơi. 10:25 hay gì? 24 rồi. Đồng mở micro cho các anh chị đó. Trân trọng biết ơn thầy. Trân trọng để khi trưởng thành hơn người rồi, thời gian còn lại sẽ làm điều nhiều giá trị cho xã hội. Chào thầy, em chào cả nhà. Em có đó không Dưỡng? Dưỡng không? Dưỡng ơi. Ai đúng không?
cho thầy ngủ ngon này. Đi gần cả nhà nghe, bye bye cả nhà. Bye bye. Em xin phép ạ. Bye bye con. Bye bye thầy. Chúc thầy ngủ ngon. Bye bye em. Chúc thầy ngủ ngon. Bye bye cả nhà. Bye bye nha.